In hả? In hả? Máy của vệ sinh hay in ấy? Máy kia, máy nhìn những cái kia. Máy kia kìa. Đây gì? Ôi chết. Máy in đây coi ra đâu. Em ơi, em nhìn ở ấy, em bớt khỏi chị, nhìn ở mà giá. Có giá lên sau rồi. Em có thể bỏ ra để em tham khảo mà em cứ ngắm theo em ưng thì em bỏ ra em tham khảo xem mẫu. Thôi em bây giờ còn rút được cái này ra mà em đỡ phải thay không? Em lấy cắt đi thấy được ngay mà. Thôi cái đấy. À cái đấy không, bắt buộc phải thay. Em chào mọi người nhá. À, rồi, lấy cái máy để chia sẻ livestream. Hỗ trợ em nút chia sẻ livestream các chị ơi. San xeo. Đồ đẹp dã man luôn. Rất đẹp luôn đi ạ. À, sau vài ngày nghỉ là có đồ hot cho các chế ngay. Đồ hot còn rất rẻ nữa chứ. Xịn sò lại còn rẻ nữa chứ. Ờ thì bảo là nó có mã mới thứ thì nó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà lại còn có đồ ngon bổ rẻ cho các mình đây. Hỗ trợ em cái nút chia sẻ livestream nhá. Thế máy cứ đơ vậy. Đây dưới này không được đây này, không vào bảng ngọc này. Tầng 1 không được. Không có rồi này. À được rồi. Chia sẻ lên tim của bạn. Xem lại các cái đồ dưới trang này này. Anh bỏ qua đi. Nhìn được chỗ một qua. Chia sẻ lên tin trang. Vòng vòng này. Em đang chia sẻ, mọi người hỗ trợ em cái nút chia sẻ livestream một xíu em sau ngay. Ngon bổ rẻ áp dụng khách chia sẻ livestream. Đấy nha em nhà mặt làm mê, cảm ơn chị Phạm Thủy nha. Đọc to to lên cho người khác nghe cùng với. Đọc mini nghĩ cho một mình nghe đọc làm chi. Thế là vệ sinh nha. Toàn đầm hãng. Chọn toàn đầm hãng. Chọn thì rất là tinh mắt. Xong rồi bỏ cái gì nó cũng đẹp. Bây giờ anh tháo được cái này luôn em đỡ phải thay thì tốt. Không tháo được cái gì cả. Thôi chịu khó thay thôi. Đấy, cúi đây, dí vào đây thì thay được ngay. Nào, ra đây. Đây, 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 cúi đây này, cúi đây, dí vào đây, thật, thật, cúi đây. Lười thế. Rồi. Em sắp xong rồi, các mình hỗ trợ em nút chia sẻ với nhá. Rồi, đẹp nhất làng. Em đẹp nhất làng, em rẻ nhất làng luôn. Em xong ngay giờ đây các mình ơi. Nó hơi đơ đơ, máy mạng của em nó cũng hơi đơ. Em cũng bỏ mát thôi. Em cứ để ở đây đi. Sao nó đơ thế này nhỉ?
Bên này bên nhà Trần Hai mới được 11 lượt chia sẻ. Ôi, sao mạng kém thế? Không lấy gì được không? Kém thế. Mọi người xem ổn không ạ? Có thấy nó bị làm sao không? Ôi dồi ôi, cả với Ngọc Trang ta đã tặng em sao? Hôm em cho em coi áo vest với chị. Chết rồi, đang nóng quá, ngại like áo vest lắm. Có chuẩn bị áo vest ra đâu. Mà nhất là khi chị like ở dưới tầng 1 này này. Thì hàng mẫu đã được nhân viên chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Không có sẵn mẫu vest đâu. Còn trên áo vest này là thì hơi ngại bởi nó lẻ tẻ. Nó lẻ chứ nó không có nhiều. Cảm ơn Ngô Vân đã tặng em sao. Ngọc Trang ta tặng em sao. Thử cái xanh kia đi. Em nên đồ lam đi em. Dạ vâng. Cứ chờ em một chút xíu. Cảm ơn chị Nguyễn Tuyết đã tặng sao. Em cảm ơn mọi người. Em chào mọi cả nhà nhé. Mọi người hỗ trợ em cái nút chia sẻ live stream. Váy nhà đang mặc vừa bán vừa tặng các chị đây. Có mã váy đẹp như thế này các chị ngắm dần đi. Em có đủ size. Đây xem chia sẻ được rồi đây. 5 chia sẻ lên một nhóm. Váy nhà đang mặc ạ, có 3 màu để các mình lựa chọn nhá. Các chị ngắm dần đi, váy của HS. Qua em có đăng hình. Tuy nhiên thì sáng nay nhân viên nhà em chưa chốt. Hôm nay nhân viên nhà em nghỉ hơi nhiều từ chủ nhật. Các bạn ấy có nhiều kế hoạch cho ngày chủ nhật cho nên là nhiều nhân viên nghỉ. Đó là một số có một và hai bạn đi là vài bạn đi làm thôi. Có độ 3-4 bạn đi làm thôi thì chắc là chưa gọi điện chốt được cho các chế thì các chế có thể đặt lại ở trên livestream. Hay thôi, không có đặt ở trên tường rồi thì thôi, không đặt trên livestream nhá. Hỗ trợ em cái nút chia sẻ livestream, nó còn lót cái chỗ này nữa là em xong mà làm sao máy em nó đơ dã thế này, dã man thế này. Em có 3 màu nhé các mình nhá. Đang từ bao giờ đến giờ vẫn cứ thế này. Kiểm tra tài khoản chưa? Chưa kịp. Tách thôi. Tách đấy. Ôi buồn nhỉ, mạng rất là đơ, không biết là máy mình đơ hay mạng đơ. Váy nhà đang mặc ạ, có 3 màu ạ. Tuy nhiên thì số lượng mình là số lượng hàng là hàng của hãng HS. Nếu mà họ sale cho em á thì tạm thời lúc họ sale thì nó số lượng còn rất ít. Nó đủ size nhưng mà nó không còn nhiều. Thế thì sáng nay nhân viên nhà em làm đơn rồi thì không biết là tình hình nó như thế nào, em không ở nhà nên em không nắm được. Xem là tình hình đơn nó còn đủ size hay không, đủ các màu và các size hay không. Thì cứ tạm thời nhà thông báo là nó đang có đủ size ML, XL. Form của HS thường là nhỏ hơn form của HG các chị nhá. Form
form của HG thì eo của size M là lên đến 73. Như form của HS thì tốt nhất là eo 72 trở lại thôi, chúng mình lấy nhá. Và nó chuẩn size theo tiêu chuẩn của chị cục đo lường may mặc đó. Ví dụ 76 là size L và 80 là size XL. Nhảy 4 cm. Nghĩa là 68 đến 72 là chúng ta mặc size M, dao động giữa nghĩa là 70-71 là mặc đẹp, 72 mặc sát sát một chút xíu và 768 mặc hơi có độ thoáng. Đấy nó kiểu như thế. 73 đến 76 là chúng ta mặc size L, 77 đến 80 là chúng ta mặc size XL. Đấy chú ý của em như thế. Sản phẩm của HS thì em cũng rất ít khi có để bán cho các chế. Thường là những cách đây độ năm, hơn một năm rồi, phải 2 năm rồi em mới có sản phẩm của HS để bán cho các chị. Đến năm nay thì nó cũng vào tầm gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi mới có sản phẩm của HS. Tuy nhiên thì HS cũng là một cái dòng công sở, chuyên dòng công sở và được xuất đi. Nếu mà ở bên, ví dụ như ở bên chợ Đồng Xuân thì chuyên lấy hàng của hãng HS, giá thành đẩy ra rất là cao. Giá thành đưa ra rất là cao bởi vì nó cũng khẳng định được vị thế của nó, khẳng định được thương hiệu của nó. Chế nào lấy thì bắt đầu ưng mã đầm cho em là 613. Comment màu kèm size và kèm số điện thoại cho em và chúng ta tương tác với nhau, hỗ trợ em cái lúc chia sẻ live stream. Em Nhàn sẽ bán tặng các chế cái mã váy này với mức giá ưu đãi dành riêng cho khách chia sẻ live stream ạ. Em chờ em chút xíu. Đấy, giờ nó mới cập nhật được mạng. Quá buồn. D613. Đúng rồi. D613MLXL nhá các mình nhá. Dạ. Hỗ trợ nhau lúc chia sẻ live stream ạ. Các bác tặng em lúc chia sẻ live stream với nhá. Em xin được tặng các bác với mức giá ưu đãi đặc biệt 179k trên một chiếc. Kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Chúng ta sẽ có 3 màu: vàng, đỏ, đen. Vàng, đỏ, đen. Kiểu cách này các chị có thể nhìn rõ trên mẫu, trên tường đã mặc. Và quay nhìn chụp rất là chi tiết nhỏ của trên sản phẩm. Nhưng mà đặc biệt là họ làm rất là êm, rất là êm. Các cái mẫu xếp ly thành một cái điểm nhấn trước cả một cái khuôn ngực xuống đến tận eo như thế này. Nhưng mà tuy nhiên thì cực kỳ êm, êm lắm. Em Nhàn sẽ bật từng màu lên để các chị ngắm xem là mình phù hợp với màu nào. Màu đen thì là màu truyền thống rồi. Màu đỏ là một cái tông màu cũng truyền thống cực kỳ và nó làm nổi bật mình lên. Muốn sang chảnh thì chúng ta lấy màu đen. Muốn rực rỡ và thu hút mọi ánh nhìn, chúng ta lấy màu đỏ. Và muốn tôn da thì chúng ta lấy màu vàng. Chung quy là mỗi màu nó có một lợi thế riêng của nó. Em xin phép được thử các màu để các sẽ chọn nhé. 179k thì tụi tech đố thiên hạ không mua được ở đâu cả. Chỉ có tại nhà nhà Trần thôi và cũng không có nhiều ạ. Cơ hội nó cũng chỉ có đến với mình một lần để có sản phẩm này với mức giá này. Đúng không? Comment mã cho em là D613 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại. Em thử các màu cho các mình nhé. Sao? Lại dính giòn đâu hay gì đấy? Đang hỏi thôi. Ôi giải ơi, mỗi thứ nó thế thôi mà không biết làm nữa. Nó vỡ rồi thì con chắt nước ra, con cho đường vào, con xào cái đỗ không thôi. Xong rồi xào nó, một lúc nó cảm giác nó ngấm rồi thì mình lại đổ cái nước ấy vào. Nếu cảm thấy nó ít nước thì mình lại cho thêm nước vào. Cảm tưởng nó khô luôn rồi. Nó khô rồi mà phải đảo liên tục cho đến lúc mà cảm tưởng nó khô mà. Nếu mà mình không cho nước thì nó sẽ chảy, thì lúc đấy mình dừng. Chứ không cần phải cho nước. Mà mình chắc, mình cảm tưởng chắc nó tương đối sạch nước rồi. Mình cho đường là nó sẽ tự chảy nước, nó sệt lại. Rồi, nhà đang thử màu vàng mơ. Đẹp quá nhỉ các chị ơi. Em thấy nó quá xuất sắc đây. Quá xuất sắc với cái số tiền mình bỏ ra. Sản phẩm này được nhà HS cung cấp ạ. Theo như em thì em không hay nhập hàng của HS, mà bởi vì là hàng của bạn ấy cao.
Thành ra là em ít hay ít nhập. Nhưng mà ví dụ như em nghe một một cậu bạn là cùng cùng bán hàng với em á, cậu ấy là nhập của bạn ấy thì mã này là giá được xuất buôn ra là 2,5 triệu, giá xuất buôn 2,5 triệu, còn chuyển với số lượng. Thế còn thì ví dụ như là khách đến lấy lẻ vài di ấy, đến đến lấy cửa hàng lấy vài di ấy, khách chưa nhập xỉ về số lượng ít ấy, thì bị đắt hơn nữa. Mã của sản phẩm là D613. 179k. Em Kèm nói thật màu, sự kèm size là à? cái số tiền mình bỏ ra và cái sản phẩm mình nhận được nó là một sự chênh lệch. Nó là một sự chênh lệch. Cái đó thì không phải, các chị cũng vậy nhá, đừng vì mình có một cái quyền mình là thượng đế mà mình đưa ra một cái nhận định không chuẩn là em không đồng ý thôi nhá. Phải chuẩn cho em. Sản 179.000 mình bỏ ra với cái sản phẩm mình nhận được. Em khẳng định ạ. Em khẳng định luôn. Là cái sản phẩm, cái chất lượng của sản phẩm nó gấp đôi với số tiền mình bỏ ra. Rồi, mã đầm sẽ là D613, nhà đang mặc màu vàng. Em sẽ thử màu đen nữa, xế nữa xong rồi em qua Chào Thanh mã. Huyền. Mã đầm này được Có 3 màu nhé các chị đang nha. đủ size, nhưng mà tuy nhiên ạ, cái với cái số tiền em đang cung cấp cho các chế thì em khẳng định rằng chúng ta sẽ không mua được ở đâu. Đó là một điều em khẳng định trên mạng xã hội. Tự tin tuyên bố trên mạng toàn mạng xã hội không mua được ở đâu với cái mức giá nhà đang bán cả. Các cơ chế có thể mua được với mức giá là 200, 200, 300, 350, thậm chí là lên đến 500 mấy thì có. Chỉ với mức giá mà nhà bán 200 và 179k thì em khẳng định các chế không thể nào mò kim đáy biển, chỉ có tại nhà nhà Trần thôi. Em qua mã em thử màu đen nhá. Nó vẫn có đủ size cho các chị nha, đủ size và đủ màu. Tuy nhiên thì cái này đã được sell off mẫu, hết mẫu rồi, nên là số lượng nó sẽ không còn nhiều. Nên các chị phải chia sẻ giúp em nha, nhanh tay chia sẻ. Nhân viên thì em sẽ ưu tiên cho các tài khoản mình đã chia sẻ và lên đơn cho các tài khoản đã chia sẻ nha, ưu tiên ạ. Còn nếu còn hàng thì mới dành cho những tài khoản không chia sẻ được. Cái cơ hội đấy thì hiếm có khó tìm rồi. Tại sao nhà nói là hiếm có khó tìm? Bởi vì giá thành quá ngon, bổ rẻ so với chất lượng sản phẩm. Hàng cực kỳ đẹp, form dáng các chế có thể nhìn thấy, nhàn mặc lên người, kiểu cách các chế có thể nhìn thấy, và chất lượng vải của nó là Vitech. Phần tay là tơ lụa rất là mềm. Đại khái là đường kim mũi chỉ rất là sắc nét, sản phẩm thì không thể che vào đâu được. Em tự hào với những sản phẩm mà em cung cấp ra thị trường. Các chế nhiều chế có những sản phẩm nó tương tự tương đồng giống những sản phẩm của em cung cấp ra, các chế có thể mua ở đây chỗ này giá này, ở chỗ kia giá kia, nhưng với cái mức giá mà nhà cung cấp ra thì hiếm là một, Và với hai chất là lượng chất của lượng nó. được cái mũi chỉ nhà đưa ra và cùng cái phân cấp hàng thì em dám khẳng định là hàng của em là đỉnh hơn hẳn, có cái thế mạnh hơn hẳn. Mã của em sẽ là Là D613. B613, không phải là B13 đâu ạ. Chị muốn D ạ? thắm nhá. Chị comment D lại giúp em. D nghĩa là mã đầm đấy ạ. Nhà em nó có một cái quy định riêng là các mã đầm là chúng ta mã váy váy đầm sẽ là mã D. D là đầm, viết tắt của đầm. Chân váy thì em sẽ viết tắt là cái mã của nó ban đầu nó sẽ đứng đầu là CV, áo thì sẽ là A, quần sẽ là Q, set thì nó là set bộ, set thì thường là mà những cái set bộ mà không thể tách rời được, hay là váy chân váy với áo thì em sẽ gọi là set. Thế còn ví dụ như là quần với áo thì em sẽ gọi là bộ. Bộ lúc đấy chúng ta sẽ có cái mã bộ tiền là B. Set thì là set rồi. Đấy nó là dạng như vậy. Chúng mình chú ý hộ em nhé. Áo vest thì sẽ là V. V. Mã đầm của em là D613. Em khẳng định là các chế không có mã này thì nuối tiếc. Rất là bị nuối D613 tiếc. kèm màu kèm size cho em ạ. Form của nó quá đẹp. Size gì đấy, từ size gì? MLXL nhá các chị nhá. MLXL. Nếu các chế thích thích mặt sát thì hiện tại nhà đang là L73, mặc tương đối bén, size Đấy, size M. cái điểm nhấn dập gập đấy, xếp ly đấy em rơi gần để cho mọi người Nó đấy. cực kỳ đẹp cái điểm này. Đấy. Khi mà mặc áo lên này, mặc và Đấy, bình nó thường nét hay không, nó ở cái điểm nhấn đấy đấy, các chị cái nha. độ may nét hay không, đều hay không, sắc nét hay không, chúng ta nhìn ở đây là nó nộ hơn ha, hơn nộ đầu tiên ra đó. Ví dụ như nhàn mặc các chế, nhàn mặc là hơi bén một chút xíu, nhàn L73 mà hơi bén một chút xíu
Đây này em dặn này, mọi người em 68 đến 72 chúng ta chốt size M, từ 73 đến 76 chúng ta chốt size L. Với cái dung cái độ dao động giữa size các size 73 76 thì chẳng hạn 76 thì là nó vừa đẹp rồi, 77 chúng ta cũng có thể chốt L được, nhưng mà với điều kiện là chúng ta là người thích mặc sát. Đó. 77 cho đến 80 chúng ta lấy size XL cho em. 68 đến 72 lấy M nhá. Mã đầm là D613, khẳng định là cực kỳ đẹp các chị nhá. Em qua mã luôn ạ, các chị nhanh tay chia sẻ. Nhanh tay nhá, em xin qua mã D613 vàng. Có 179k thôi. Đỏ. Các chị nha, bán chiên cho các chị giá 179k. 179k và em đòi hỏi. Em xin lúc chia sẻ livestream ấy, hỗ trợ em cái lúc chia sẻ livestream nhá. Em qua mã đi ạ. Nhớ là mình đặt được cái mã đầm này thì mình phải chia sẻ nhá các chị nha. Còn nếu không chia sẻ được là chắc là cũng không sẽ không đến lượt đâu ạ. Mã của đầm là D613 kem màu ạ. Đen này, em có đen này, đỏ và vàng nhá. Đen, đỏ và vàng. M lấy là D613. Thường là em có tương đối nhiều màu đấy. Thường là mỗi mã đầm là cũng khá khá nhiều màu đấy. Chờ em chút xíu nhá. Đâu mẫu đen mang về đâu ở mẫu lên trước á từ từ ví dụ hai mã thứ ba là tay vào nó nghe em anh vẫn chưa thấy ở đây ó xanh vàng trắng có vị. Mã vừa xong D613 sẽ là mã đầm xòe, còn nhà đang mặc trên người là đầm A. Mã này em có cũng có size MLXL. Mỗi một cái đầm nó sẽ có một cái lơ trên vai và đính ngọc như thế này, vẫn là đầm của HS. Hôm nay em đi ra nhiều đầm của HS đó. Tại vì em ôm ọp rất là nhiều mẫu của họ mà. Rồi nhà đang mặc trên người sẽ là D615. À xin lỗi. D616 ạ. D616 kèm size, kèm màu kèm số điện thoại cho em. Nhà đang mặc trên người sẽ là màu cam đất tươi một chút xíu, cam đất nhạt một chút xíu, và em còn có màu hồng đào và màu nu nữa, tổng thể là 3 màu. Trước là có cả màu đỏ, tuy nhiên thì màu đỏ em đăng bài là mọi người lấy gần hết, coi như hết, chứ chắc còn sót 2 con size L nữa đó. Chúng ta sẽ có màu hồng đào, màu nu hay gọi là màu da cũng được, và màu nhà đang mặc sẽ là cam đất sáng, cam đất nghĩa là màu cam đất nó sáng một chút xíu, rất là đẹp. Dáng của nó là dáng A nhé các chị nhé. Nhà em sẽ mặc từng màu cho các chị để các chị lựa chọn nhé, cho nó dễ nhá. Mã đầm sẽ là D616 và nhà cũng bán cung cấp cho các chế khi mình hỗ trợ nhà lúc chia sẻ livestream với mức giá là 179k trên một chiếc. Mã cũng có đủ size từ MLXL. Tuy nhiên thì cũng có thể size này hết, màu này hết size này, màu kia hết size kia, bởi vì em đăng nên là nhân viên nhà em lấy rồi, khách sỉ lấy số lượng cũng tương đối rồi, nên là số lượng còn lại không còn nhiều nữa. Mình hỗ trợ em cái lúc chia sẻ livestream để chúng ta được ưu tiên nhé. Còn mã này là D616 ạ. D616 ạ, hồng đi, nó là hồng đào, màu rất dễ thương. Màu nhà đang mặc sẽ là cam đất. Màu nhà này nữa là màu nu. Ở ngoài đẹp hơn trên livestream nhá. Có nha, đầm trẻ có. Tí nữa mình sẽ lên cho. Ôi dồi ôi, thích đầm trẻ thì có đầm trẻ. Thích đầm già em có đầm già. Em nói luôn là thật thế luôn ấy ạ. Đầm già em có luôn, phục vụ các bác 70 luôn ạ. Mà đầm trẻ phục vụ các bạn 12 tuổi cũng có luôn nhá. Rồi, đầm em đang mặc thì chắc là phục vụ từ 28 cho đến 50, 52. Còn các bạn mà trẻ mười mấy thì chờ. Tí em sẽ bán tặng các con, các bé mười mấy tuổi. Chờ em chút xíu. Rồi cái màu này ấy, ở đây nó không được chuẩn màu. Màu ngoài đẹp hơn trên live. Riêng cái màu này, màu ngoài đẹp hơn trên live stream. Ở trong live stream nó cứ nhạt hơn. Nhưng cái này ở ngoài, thực tế bên ngoài em nhìn là nó có cái nét, có cái thiên về màu lu hồng hơn. Trong live stream nó màu thiên, nó bớt mất cái màu hồng đi. Nó nhạt bớt màu hồng đi.
comment mã cho em là D616 ạ. Hồng rồi mà sao giờ nó lại. À ừ, anh cho màu hồng đèn bên. Bây giờ nó lại bị đây. Đấy, ổn hơn chút xíu rồi đấy. Màu sắc đúng rồi đấy, tương đối ổn rồi đấy. Tại vì cái đèn của em nó bị trắng quá. Em vừa chỉnh ánh đèn. Rồi khá chuẩn, tương đối, kể cả là cái này thì vẫn bị nhạt hơn, nhưng màu nhà này nhà đang mặc và màu hồng là tương đối chuẩn rồi. Comment mã cho em là D616 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại, đặc biệt đẹp với mức giá chỉ có 179k thôi. Em sẽ thử sơ qua các màu thôi nhé, xong rồi em qua mã. Bác nào đầm trẻ chờ em nhé, bác nào mà đầm lớn chuỗi mua cho mẹ cũng có ý kiến để tí em phục vụ nhé. Bác nào muốn mua cho con thì cũng ý kiến luôn đi để em lên cho nó có hứng khởi. Vài người ý kiến lên cho nó võ. Nhàn thì xu hướng của Nhàn thì mức đầm công sở với mức giá là chuyện bảo vừa xịn vừa rẻ vừa chất lượng. Đó, cái tiêu chí của Nhàn như vậy. Tuy nhiên thì em vẫn cứ phải là làm nghề phục vụ mà, nên là em vẫn cứ phải tham khảo tương đối nhiều mẫu mã trẻ lớn nhỏ em có hết. Chờ em chút xíu. Đặc biệt này hôm nay em like ở dưới cửa hàng thì những cái mã đầm đấy thì tương đối lại phong phú hơn. Comment mã cho em là D616 màu nu. 616 màu nu nhá. Ở hai bên tay có ngọc này. Đặc biệt là tỉ mỉ từng ly từng tí một nhá các chị nhá. Đó. Trên cái lơ và lơ trên này cũng có ngọc này. Hàng này được may kỹ hơn cửa hàng HG. Chúng ta nhắc chú ý của em cái điều đó. Comment mã cho em là D616 và giá chúng ta đang được ôm sale với mức giá sale rất là ngon, bổ rẻ. Chỉ có 179k nhưng mà bù lại sản phẩm chúng ta nhận được rất là ok. Chất vải của nó là vải em đang mặc là xước hàn. Còn cái xước nhựa, đúng rồi. Còn cái nung lẫy nhằn lên là Vitex nhá. Cái đang mặc là xước hàn nhá. Hàng toàn chất lượng thôi, toàn hàng xịn sò thôi. Comment mã cho em là D616 màu lu. Em qua mã nhá. Đây, dáng A đấy. Có em... 3 màu nha các chị nha. Các chị ơi, comment cho em là D616 này. Màu lu này, màu lu này, D616 lu, D616 hồng, D616 cam. Mà giữa cam nó là cam nhẹ, cam đất nhẹ nhàng. Hồng nó là hồng đào cũng rất là nhẹ nhàng. Toàn màu đẹp thôi. Toàn màu rất là lịch sự. Hồng, cam và lu các chị nha. Có 3 màu ạ. D616 hồng, cam và lu. Kèm size cho em ạ. Cũng MLXL các chị nha. Toàn những màu ngọt ngào, dễ chịu. Màu sắc rất là ngọt. Đó, tôn da và rất là ngọt, màu nhìn nó ngọt ngào nhẹ nhàng lắm. Nhà đang mặc là D616 màu hồng. Rồi, tiếc là cái mặt mình không xinh. Ngày xưa mà em còn trẻ, chắc là em dáng em chắc tiêu chuẩn đứng mẫu chụp ảnh được, chỉ tội mỗi cái mặt nó xấu thôi. Mã em là mã này là được, bây giờ tận 3 đứa con rồi. Mã là D616 nhá. Em xin phép qua màu nhá. À, qua mẫu nhá. À, tay nhà đang cầm L82 nhỉ. L82 em thì mình mặc hơi bén một chút xíu chứ mà vẫn vừa chị nhá. L82 vẫn vừa nhưng mà với điều kiện là dáng hơi bén lại giống như nhà đây này. Nhà đang mặc size M này. Size M của nhà là tương đối bị xe bén nhưng mà tuy nhiên thì cái vải này nó co giãn. Vải nó co giãn cho nên là dễ mặc. Nó không co giãn nhiều như là những cái dòng vải mà co giãn 4 chiều. Nhưng tuy nhiên cái vải này nó cũng co giãn và cũng dễ chịu lắm. Thì ví dụ L82 thì chúng ta vẫn chốt được XL với điều kiện là mình không thể gọi là thoải mái được nữa. Mà nó tương đối bén một chút xíu. Một cam nhé các mình nhá, cam đất, nó là cam đất, rất là yêu. Màu sáng lắm, đẹp, tôn da, ba cái màu này đều dễ mặc và tôn da nhé, không màu là ám da cả. Màu này thì nó đang hơi nhạt hơn so với... trong livestream hơi bị nhạt hơn so với màu thực tế bên ngoài. Màu thực tế bên ngoài đẹp hơn nhá các chị nhá. Các chị chưa biết size của mình thì các chị cứ đặt mã của sản phẩm kèm số điện thoại giúp em nhá, kèm màu nhá. Rồi, mã của nhà là đang mặc trên người đây gọi là mã D616 ạ. Gồm có cam này, hồng nhà đang mặc này và lu. Em xin được qua mã nhá với mức giá là 179k áp dụng khách chia sẻ livestream. Các mình hỗ trợ em nút chia sẻ để chúng ta được ưu tiên. Ngày mai nhân viên nhà em sẽ gọi điện để chốt đơn tư vấn cho các chị size của các chị nha. Đây, có một màu ạ. Không, màu đen mà, thế em để lúc tung nha. Chúng nó để, không phải em để có cả màu đen nữa rồi, để đâu hết màu đen, không thấy được.
đây bộ mẫu một rồi nha, vợ thì đang đi một chồng cũng sắp xếp. Mã vừa xong của các chị là D616 nha các chị ơi. Mình cứ đặt đúng mã của sản phẩm và để lại số điện thoại giúp cho nhà em. Mai nhân viên nhà em sẽ gọi điện cho các chị để chốt đơn nha. Các chị cứ yên tâm ạ. Vừa nhà em mới đi đơn, không vừa nhà em không bán đâu ạ. Nên có thể các chị hỏi nhà em sai ở đây, có thể nhà em chưa trả lời được hết cho các chị đâu, vì nó còn phụ thuộc vào cái số eo của mình ấy, vòng eo ạ. Rồi rồi, được rồi, cái này mặc được cả bề vai đây này. Rồi ba màu hả, đang hot trend đây. Mẫu này hot trend lắm, mẫu này mẫu mới của HS này, em mang về thôi, em thích thì em mang về em giới thiệu các chế thôi, các chế thích thì các chế. Tuy nhiên là mua ở nhà Trần thì giá bao giờ cũng quá yêu thương luôn các chị nhá, không lo về giá đâu ạ. Bao giờ các chị cũng mua ở tại shop nhà Trần rẻ hơn các shop khác hàng vài chục nghìn đến hàng trăm luôn ạ. Nên chúng ta thích thì chúng ta cứ nhích thôi. Chất thổ đội nhá các bác nhá, có ba màu nhá các chị ơi, có vàng trắng đỏ, vàng trắng xanh. Cái này chúng ta có thể mặc bệt vai, có thể không mặc bệt vai, chúng ta có thể mà thích mặc cổ kín, đây là với tư thế mặc bệt vai đây ạ. À, đó, cái này thì nó hách tuổi nha các chị nha. Rồi em chút xíu đã, xong em sẽ giới thiệu màu. Anh cứ comment mã, anh viết đi, viết mã cho em. Đó, chất đũi ạ, đũi thô ạ, cái này thì mát vô đối rồi, tấm hút mồ hôi mát vô đối rộng, đủ size mờ lưỡi. Chỗ này là một hàng cúc đồng, cúc mạ vàng. Rồi đó, còn nếu mà chúng ta không thích mặc bệt vai, chúng ta có thể mặc tư thế này. Cái chun này là chun 5 ly, cho nên là dễ chịu cực kỳ, chun rất là mềm êm. Đó, chúng ta có thể mặc thành vai cổ vai như thế này, vai u vuông như thế này, hoặc chúng ta mặc bệt vai như lúc nãy nhà mặc. Thì em có tổng thể là có 3 màu, màu vàng, màu trắng và màu xanh. Mỗi một cái váy là có một bông hoa ở trên váy như thế này đấy, vai làm rất là nhiều tầng như thế này, chất thô đụi nhất, ba màu. Mã đầm sẽ là D2 bao nhiêu, D245, kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Đó, vàng MLX đó các chế, MLX. Tuy nhiên của cái này thì em sợ là mùa họ đã xử lý rồi, nhưng mà em biết, em hiểu về vải mà, em làm thợ may trứng nước rồi cho nên em hiểu. Cái này nó là dòng rất là thấm hút mồ hôi và sang lắm, nhìn chất vải nó rất là sang. Tuy nhiên nó có một cái điểm mà chúng ta phải chú ý đến, đó là nó có độ co, có độ co. Tuy nhiên thì khi mà các hãng người ta sản xuất thì người ta đều phải xử lý vải trước khi ra sản phẩm để tránh độ rủi ro. Nhưng mà mới xử lý thì thường là xử lý một lần thôi, mới xử lý một lần thôi. Em sợ rằng nó vẫn còn co nữa, em sợ rằng nó vẫn còn co nữa. Thì chúng ta chú ý của em chắc là cái này thì em nhận lời cho SML, bởi vì nhằn mặc mờ hơi bị sát này, nhằn mặc mờ hơi sát này. Thì các chế em nghĩ rằng là L79 trở lại chúng ta lấy L65 đến 79. Mã này là D245 nhé các chị nha. D245 xanh vàng trắng, em thử sơ qua các màu nhé. Chúng ta sẽ có mức giá đặc biệt đây ạ. Đây là hàng rất là mới của họ và nhàn có cái mức giá để phục vụ các chế yêu lắm, chứ không phải là như mức giá lúc nãy là chúng ta ôm được hàng sale đâu. Nó sẽ là D245 của chúng ta sẽ là 249k. Comment mã kèm size kèm màu và kèm số điện thoại cho em. D245 vàng, D245 trắng và D245 xanh, kèm size cho em ạ. Em chỉ nhận lời là SML thôi các chị nha. Thôi MLX thì riêng nữa thì em cứ nói luôn, là kể cả là em nhận từ S cho đến X. Tuy nhiên thì
chúng ta sẽ chú ý hộ em là em sợ nó co cho nên là cái form của nó cũng không được rộng, cho nên là chúng ta sẽ bóp cái này luôn mà. Làm sao đấy? Nghĩa là bỏ cái mẫu đứa nào nó thử nó làm gì nó khó không? Không, không sao đâu nhưng mà D245 cho em nha các chị nha. Xuống thì rất trơn, thế là do cái khóa rồi. Xuống thì rất trơn nhưng mà lên thì phải zip. Đang hót màu xanh. D245 đấy, nhàn mặc cái eo này hơi bị sát này. Các chị nhìn này, eo hơi bị sát này. Comment mã cho em là D245 nhá, vàng, trắng, xanh, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Trắng đấy. Trắng đang lại thử và cái khóa nó kéo làm sao mà lúc kéo xuống rất trơn nhưng mà kéo lên rất là zip cho em sợ nó hỏng. Nên là thôi em không mặc. Thôi em không mặc màu trắng nữa. Chất vải của nó là tô đũi, chất vải này thì sang cực kỳ. Em có 3 màu như thế này và size là MLXL thì các trẻ em nghĩ là các trẻ cứ eo từ 65 là chúng ta nhảy dô em này được nhá. Thì nó nghĩa là nó tương đương với SML đấy, tương đương với SML đấy. Tại vì em sợ nó còn co nữa, còn co nữa. Mấy cái vải này là vải dòng vải nó có độ co trong nó mà. Nó giống như là lanh thô đấy, cái này là đũi thô. Rồi, D245, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Chúng ta mặc bẹt vai cũng được, chúng ta mặc cổ u cũng được nhá. Mặc cổ vuông cũng được, mà mặc bẹt vai cũng rất là ok. Đó, mã đầm là D245. Giá là 249.000. Comment mã kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho váy em. Váy này có phải của nhà Mai Châu đúng không hả Sốt? Ôi dồi không. Nhà Mai Châu mà dám so với nhà em á. Nhà Mai Châu á, Mai Châu chỉ đi mua lẻ thôi, gọi là đi mua lẻ của các nhà cung cấp mà thôi, đi chơi làm sao được với số lượng hàng mấy trăm hàng mà đi so Mai Châu vào đây nhà em để lấy hàng nhà Mai Châu á. Bác nào hỏi cô vô duyên đời đấy. Không, chắc hỏi thì giống cùng hàng nhà Mai Châu à, chả ai biết được nhà Mai Châu đó là Mai Châu. Em quan tâm chi, Mai Châu tận những cung cấp là xưởng may, là xưởng may Hà Thọ, là xưởng may gì Quốc Thịnh, nào là xưởng may Mai Châu. Cái này của Hà, của Mai... HS nhá. Cái này của HS, em nói cái chế nhá. Xưởng cái của khỉ gì? Suốt ngày gặp nhà ở nhà HG ấy. Làm gì xưởng mày, xưởng may tao đi may người khác, toàn gặp em lấy hàng một đời ở nhà HG ấy. Xưởng cái của khỉ. Cứ thật thà như mình ấy còn nghe nó còn dễ chịu, cứ điêu điêu. Comment mã cho em D245 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Mai Châu nào, em biết Mai Châu bán cái quái gì đâu. Nhưng mà cái này là đồ của HS, không đẹp không lấy sẻn, thế thôi. Còn các chị hạn chế lôi các hãng lằng nhằng vào đây hỏi em. Hãng đấy là em không bao giờ quan tâm, cho nên đừng hạn chế lôi các hãng lằng nhằng vào đây. Comment mã cho em là D245 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em. 249k, em qua mã nhá. Rồi đây, có một mã nữa, chúng ta có giá sale đây, ngon bổ rẻ. Tuy nhiên họ ít lắm. Cái này thì ít lắm. 62 cân, mã này không vừa đâu ạ. Chị Hoa ban Tây Bắc nhá. Mã khác, chị mã này không vừa. 62 cân thì phải cao 1m6 cơ thì mới có mã vừa nha. Còn cao 1m5 thì không vừa đâu ạ. Này không có áo sơ mi
nữ hả? Nhà nữ, nhà em thì nhà em gì? Có chứ, có chị ơi. Riêng đồ nữ của các chị thì nhà em chả thiếu cái gì cả. Hỏi đồ nam thì khó, nhưng còn đồ nữ nhà em đủ nha. Có điều mỗi hôm một hôm nhà em chỉ lên được những mẫu nhất định thôi, không thể lên nhiều được các chị ạ. À, thực ra ấy, hàng đợt này cũng sơ mi cũng hơi ít thật. Nó cũng hết mùa rồi. Hôm nay là thì lại chưa chuẩn bị. Một mẫu cực kỳ xuất sắc mà nhà chưa kịp đăng hình đâu, bởi vì số lượng hàng nó quá ít cho nên em không đăng. Mất công nhân viên nhà em soi sai soi màu cho các chị, nhà không dám đăng. Các chị có thể nhìn cái cổ của nó cực kỳ đẹp nhá. Cái cổ của nó cực kỳ đẹp. Hai bên này. Mã đầm là D618. Hai màu thôi. Đen thì chỉ còn ML. Đỏ nhà đang mặc nó là đỏ gạch. Nó là đỏ gạch chứ không phải là đỏ đô, cũng không phải đỏ nhung, cũng không phải đỏ tươi. Nó là đỏ gạch nhá các chú, các chế chú ý hộ em nhá. Nhà đang mặc trên người là D618. Kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Đen chỉ còn ML. Đỏ gạch này thì còn MLX. Cái này em chưa hề đăng, cho nên là các chế phải nhanh nhá. Và số lượng hàng em nói thật là nó có quá ít ấy. Nó có quá ít, cho nên là mình chú ý là cái này là chất đụi, chất xước Nhật này. Cái này chất xước Nhật này, toàn vải xịn thôi. Và dáng, form dáng thì các chế nhìn thấy rồi. Dáng xòe a nhẹ nhàng, cực kỳ đẹp. Giá này bao nhiêu? Giá của em này là 189k. Comment mã cho em là D618, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Đỏ gạch này, đen còn ML này, đỏ gạch MLX này. Giá này là các chị được mua sale các chị nha. Giá mua sale, cái cổ của nó cực kỳ đẹp. Chứ còn hàng HS người ta xuất buôn là toàn trên 200 thôi. Không có cái toàn gần 300.000, toàn gần 300.000 giá xuất buôn với số lượng, chứ còn mà khách. Các chị mua được có 189.000 là được giá sale rồi nhá các chị nha. Giá sale sâu rồi đấy ạ. Comment mã cho em là em sẽ thôi không mặc màu này nhá, nó có ít lắm. D618 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Dáng của nó đẹp quá. Chất vải không phải bàn rồi. Đẹp vô cùng. Mấy mã nói chung là em thấy dáng của nhà này rất là đẹp. Comment mã kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em nhé. Hai màu nhé, đen ML, đỏ gạch là có MLX, tuy nhiên có ít thôi. Em xin qua mã này 818. Rồi, nữa nên cho các chế toàn. Đây nhá, cái nào lại ở đây. Để vào đây để thật dễ. Tôi có sót người đâu, nhớ để tôi ghi vào. Cái này cũng có 3 màu. Này hồng này, đỏ gạch này và màu lu. 3 màu. Đấy, yên tâm là các chế. Hôm nay là các chị được toàn được giá cực kỳ xuống. Hôm nay các chị toàn được coi như là tiếp cận với HS nha. Toàn hàng của hãng rất là đẹp. Đây, cái này dáng A, màu hồng nhẹ nhàng. Ngoài đậm hơn trên live stream một chút xíu nhá chị nhá. Cái ánh đèn của em nó bị, nó làm cho bị sáng màu lên đấy, bị nhạt màu đi đấy ạ. Ngoài đậm màu hơn một chút xíu. Mã đầm là D619. Kèm size. Em nhà đang mặc màu hồng, nhẹ nhàng quá, màu rất là yêu. Comment mã cho em, kèm số điện thoại cho em nhá. Dáng A. Đó, dáng đẹp quá. Bông chạy theo cái viền ngực đúng cái điểm mà họ tất cả hạ eo, hạ cái hạ nhấn mã điểm. Mã chế vai điểm là mã D245 ạ. Tất cả kể cả là cái hạ cầu ngực của họ cũng rất là hợp lý. Hạ cầu ngực của họ rất là hợp lý kìa. Hạ eo của họ này cực kỳ đẹp. Chân ngực kia thứ cũng rất là phẳng. Đó, dáng rất là ok. Bông hoa kết này chỗ này là đá nhá các chị nhá. Chỗ này gắn đá rất là nhiều kim cương ở đây đây. Comment mã cho em là D619. Em nhà đang mặc màu hồng, nhà sẽ thử các màu cho các chế nhá. Có 3 màu đấy ạ. Chúng ta sẽ có giá của em này chỉ có là 179k thôi. Áp dụng khách chia sẻ live stream, hỗ trợ nhà nút chia sẻ live stream để chúng ta luôn luôn được ưu tiên. Chốt có chốt đơn qua tin nhắn không chị, em muốn mua.
nhưng không ở Việt Nam nên không chốt qua số điện thoại được. À, em chủ động chụp mẫu lại, chụp hình màn hình lại và gửi vào Messenger. Nhà chị luôn luôn có một bạn nhân viên chuyên check mét, có hai bạn nhân viên chuyên check Messenger và nhân viên còn lại là chuyện chốt ở trên tường, ở trên livestream. Nhà mình cũng có rất nhiều khách sỉ ở bên nước ngoài nhá. Khách sỉ bên nước ngoài nhà em có hai người khách sỉ của nước ngoài. Về còn lại là các bạn muốn mua sỉ thì các bạn chủ động hỏi qua Messenger, nhân viên nhà em sẽ cho số Zalo sỉ nhá. Nhân viên nhà em sẽ cho số Zalo sỉ. Em có một nhân viên chuyên làm đơn sỉ mà. Rồi, nhà đang mặc trên người là màu lu đấy, ở ngoài đẹp hơn trong livestream nhá, màu trầm hơn nhá. Màu này ánh đèn nó kiểu gì? Màu của em bị nhạt đi rất là nhiều. Màu này bị nhạt đi đấy, nhàn mặc hơi bén nhá. Đồ của HS này nhàn mặc toàn hơi sát thôi. Đấy, hạ cầu ngực, hạ eo cái thứ rất là chuẩn chỉ. Comment mã cho em là D619 màu lu ở bên ngoài đẹp hơn trong line nhá các chị nhá. Trong line đang bị mất cái ánh hồng của nó phải có màu, có giữa cái tông da và tông hơi có tông một chút màu trầm hồng, nhưng mà bây giờ nó đang bị mất hết cái tông hồng, nó chuyển hết sang cái tông màu da rồi. Mã là D619 kèm màu nu đi, chúng ta gọi là nu hay da cũng đều được, nhưng mà cái mã thì rất là quan trọng và cái số điện thoại cũng rất là quan trọng. Cái bác nào mà vừa hỏi là không thể chốt được qua tin nhắn qua số điện thoại ấy, thì mình chủ động chụp lại các mã, nhớ ghi lại các mã và chủ động chụp màn hình lại để nhờ xong rồi nhắn Messenger thật sớm để có thể mua được hàng. Chị mà nhắn Messenger chậm thì có thể là hàng đã bị thiếu sai, bởi vì hàng này là hàng chúng ta mua giá sale chứ không phải là hàng người ta sản xuất ra để phục vụ mình với mức giá như thế này được. Giá như thế này thì gọi là cái bọn thợ may rồi, bọn sản xuất, nhà sản xuất là gọi là đem nhau đi đi ra đêm mà ở đấy. Cho nên là chú ý là chúng ta cái gì cũng phải riêng săn sale, gọi thế nào là săn sale, cho nên là phải chú ý của em, tất cả phải nhanh chóng, không bị hết sai. Rồi, ok, thì em sẽ lên cái váy xanh đằng sau cho các chị nha. Rồi, chờ em chút xíu, em sẽ lên váy xanh, đấy còn một màu nữa, xong rồi là em sẽ mặc luôn váy xanh cho các chị. Váy xanh đằng sau thì thôi, đẹp mê hồn trận luôn. Váy đấy cũng rất là hot nha các chị nha. Sang lắm, váy đấy nó kiểu thiết kế của nó rất là sang, lạ, độc lạ, trẻ. Vải đẹp. Vải lụa Tô Châu cực kỳ đẹp. Hàng hãng ạ. Hàng hãng, cái đấy cũng hãng giả xem. Cái này thì chắc là SML thì tốt hơn là MLX. Mặc dù là nó cũng là MLX nhưng mà nhàn mặc bén lắm. Shop ở gần sân bay Nội Bài nhá, chị Tạ Hữu Minh nhá. Màu đỏ gạch nhá các chị nhá. Em có 3 màu. Hồng này, blue này, đỏ gạch này, nhàn mặc hơi bị chật đó. Mã đầm là 179k thôi, áp dụng hết chia sẻ livestream. Hỗ trợ em nút chia sẻ để chúng ta luôn luôn được ưu đãi nhá các chị nhá. Đó. Nhìn hộ em cái phần phối hoa trên ngực ấy rất là cầu kỳ, và cái điểm hạ ngực, hạ cầu ngực rất là đẹp. Bông hoa kết rất là đẹp nữa, cái đá này. Đá này mất mười mấy nghìn tiền đá đấy các chị ạ. Mười mấy nghìn tiền đá đấy. Comment mã cho em. D619 hồng lu và đỏ gạch nhá. Giá nhà phục vụ các chế chỉ có 179k thôi. Em sẽ thử cho các chế cái mã đầm ở đằng sau có hai màu. Tất cả các mã ngày hôm nay 179k, các chị không chia sẻ là sẽ cơ hội có đơn là rất ít nha các chị nha, thì số lượng nó không có nhiều. Hai nữa là bán cho các chị với cái giá nó dưới, rất là sâu dưới cả giá gốc luôn các chị nha. Thế không mấy khi chúng ta mua được với cái đầm của hãng mà giá nó chỉ có hơn 100.000 thôi ạ, là không có đâu ạ. Nhàn đầm xanh đằng sau đây rồi.
thân đuôi tôm này, đuôi cá này kết hợp hết trong một cái váy như thế này. À, vải là vải lụa Tô Châu, chứ váy là của hãng Lotte Hera. Nhàn có hai màu đỏ và xanh, hai cái màu cực kỳ đẹp, và kiểu váy thì chảnh độc lạ, hàng rất là chảnh, hàng sang nhá, hàng sang cực kỳ. Hai lớp ạ, hai lớp phần tùng. Chất vải là lụa Tô Châu. Em váy của hãng nha, Lotte Hera nha. Váy của hãng Lotte Hera. Mã hàng là D905. Em có hai màu MLXL. Tuy nhiên form của Lotte Hera là bao giờ cũng thoải mái hơn form của HS. Form của HS là vừa diện hơi nhỏ. Nhà nam mặc size M rất cái là mã này là size 82, là các chị L82 là các chị mặc được đây này. Size XL này. Rồi, đấy, với tôm như này này. Sao đã cài vội thế? Bố mẹ ở đây mà cứ cài cài thế. Chú mà quen tay nó cài làm sao? Comment mã cho em là D905 nhá. 200 bao nhiêu nhỉ, Sinh ơi? Dạ. 239 à? Cái này á, vâng. 239k, chất lụa Tô Châu nhá các mình nhá. Sang chảnh thế này. Có hai màu nhá các chị ơi. Nếu mà nó là một cái mã đầm mà kết hợp trong rất là nhiều tố chất ở trong sản phẩm này. Da vải cũng sang này, màu sắc sang này, kiểu dáng lạ này, độc này. Đi tiệc cũng được, đi công sở cũng ok. Trong này nó có cả kiểu gọi là đầm đuôi tôm, có cả kiểu gọi là đầm đuôi cá, có cả kiểu đấy, dáng xòe nhẹ nhàng, ui đẹp. Tất cả từ vải phối trở đi cũng bằng vải lụa Tô Châu, rất là mềm mại, yêu lắm. Vải này thì em không hay gặp đâu, ở các hãng là không hay gặp, em chỉ có gặp ở được ở hãng La. Với lại bây giờ là, bây giờ cái mã đầu tiên em thấy của Lotte Hera là có mã đầm là D905. Xanh và đỏ kèm size và kèm số điện thoại cho em sẽ thử màu đỏ với các chế nhá. Xin nên lấy cái máy nào in được máy này ở đây. Ở đây. Không có lỗi. Có hai màu nhá, D905. Có màu xanh và màu đỏ giúp em nha. Đấy, mở cửa màu xanh và màu đỏ cho em ạ, kèm size nhá. Đỏ thì càng phù hợp với đi tiệc. Có điều là bác nào mà hay có đỏ quá rồi thì chúng ta chuyển tông thôi. Còn đỏ thì cực kỳ phù hợp với mình đi tiệc. Khi mà đi tiệc thì mà diện cái đầm này thì cực kỳ là tự tin rồi. Đặc biệt là trẻ độc lạ. Comment mã cho em mà chất vải rất là mê nhá, vải xuống cực kỳ. Dòng đầm mà thường là dòng cái đầm mà đi tiệc hay là đầm công sở chúng ta ít sờ được đến những cái vải mà mềm mại, mịn màng mà mát mẻ là hơi bị ít. Còn nếu ở dòng như ở váy von, váy lụa hoa như thứ thì chúng ta hay có được cái cảm nhận đó, nhưng mà để mà dòng mang tính chất dòng một màu công sở như thế này thì hiếm lắm, hiếm lắm. Mã đầm là D905 đỏ, 905 xanh. Cho em mượn lại cái xanh. Lấy luôn cái kia. 905 đỏ, 905 xanh, kèm size, kèm màu và kèm số điện thoại cho em nhá. Mức giá nhận phục vụ các chế chỉ có 200, thực ra điều đấy, ôm được sale. 239k, giá niêm yết là 990.000 nhá. Của Lotte Hera đây, giờ mới dơ cho các chế xem. Ở đây lại dơ, đây là giá của nhà em rồi. Giá em phục vụ ở đây rồi. Đây. 990k nhá. Đó, của Lotte Hera nhá các chế nhá. Mark này. Comment mã kèm màu kèm size và kèm số điện thoại cho em. D905 xanh, D905 đỏ. Em xin qua mã này. Rồi, bây giờ là còn SH còn một mã nữa này. Đây hết rồi. Còn một mã nữa nhưng mà có ít lắm. Cái này chỉ còn shop M thôi các sếp ơi.
màu giống nhau. Có thấy Lâm Vũ nha. Cái này thì rất là đẹp. Cái này có ít quá nên là em cũng chỉ mặc một tạm một màu thôi. Nó cái điểm nhấn này là em rất thích. Đấy. Nguyễn Tố Vân ơi, mình đặt mã của sản phẩm và kèm số điện thoại thì ngày mai nhân viên nhà mình sẽ gọi điện để tư vấn cho các chị để chốt đơn nha, yên tâm nha, không lo đâu ạ. Nên là mình chưa biết size của mình thì mình cứ đặt số điện thoại và kèm với mã sản phẩm vào. Mã đầm là D560 kèm size. À em không có size đâu, em kèm màu thôi, em chỉ còn mỗi M thôi các chị ơi. Cái này chỉ còn mỗi size M thôi. Còn mỗi size M nhá, hai màu như thế này. D560. Em nói thật đấy, cơ chế thì cảm nhận thế nào thì em sẽ tùy mỗi người một cái cảm nhận. Như em thì em cứ em cảm nhận về cái đầm này. Em xin được nói lên cái cảm nhận về mình của mình riêng với cái đầm này. Em rất là ưng. Nhưng có một điểm em không ưng, đó là hai cái lá này. Em không có thích. Nếu là em á, về em vạch bố nó lên, em lấy cái kéo em cắt bố cái chân này, cái chân này. Tất cả cái váy rất ưng, form dáng, chất vải, kiểu bông hoa trên này, kiểu cái nhấn eo cực kỳ đẹp. Chê mỗi cái lá, lệnh phả lệnh phả. Cái lá này nó thật nhỏ nhẹ thôi, ở đây thôi thì được. Ai to đùng giải giải. Bán hàng này đi chơi sản phẩm. Nhưng mà thật, em thấy thế. Các bác mà cũng thấy giống em thì các bác, cái đầm này nó ưu tú lắm. Nó đẹp hoàn toàn từng ly một tí một, chỉ mỗi chê mỗi cái lá thôi nếu các bác có suy nghĩ giống nhà. Mã này là đi bao nhiêu? Cho cái chân vạch cái hoa lên, cho cái kéo vào đúng cái chân này, cắt thật sát cái chân này. Thế là thành mỗi cái bông hoa đây thôi, không có cái lá. Trên này nó đính thôi mà, trên này đính thôi. Thế thì em là em sẽ làm thế. Nhưng còn mọi người có thích lá này thì để. Nhưng nếu là em cái váy này em sử dụng nó thì em sẽ đưa cái kéo vào em cắt từ cái chân này đi. Không phải tháo cái gì đâu nhá, lật nó lên, đưa cắt thật sát dưới chân này, hơi cái bật lửa xong. Trên này cũng thế, xong. Thế là cái đầm của chúng ta là hoàn toàn đúng ý. Em thích cái bông kết rất là cầu kỳ, nó thực sự thế. Họ kết rất là kỹ, rất là đẹp. Hai nữa là em thích cái dáng, thích cái chất vải. Và em thích luôn cả cái điểm nhấn ở eo này. Em rất là thích. Comment mã cho em là D560, hai màu thôi, chỉ còn mỗi xanh mờ. Đấy, thực sự là hôm trước này cô bé xỉ nhà, cô bé nhà làm đơn xỉ nhà em, cô bé đã nhắn cho khách xỉ và nhặt hết mất sai. Còn mỗi mờ thôi. Comment mã cho em là D560M màu da, màu hồng kèm size và kèm số điện thoại cho em nhé. 179k thôi. Rồi em xin phép qua mã. Một cái mã nữa mà em muốn giới thiệu cho các chế. Nó đây. Này nó về thêm cái màu này. Nó mới về thêm màu này. Mã đầm là D850. Chỉ có mỗi một size thôi các chị nhá, size M thôi. Hơi buồn là nó hết size rồi, cũng là hàng ôm sale nhiều lúc là nó vậy đó. Nó không còn size nữa. D560 ạ, size M nhá, eo 72 thì mặc vừa luôn. Chị Tuyền Thanh nhá. Thanh Tuyền.
Anh Tuyền size M, eo 72. Mã này đẹp quá. Màu nữa, màu cũng quá đẹp luôn các sếp ơi. Xanh than. Em có MLXL, mã đầm là D850. Hôm trước này em có về phục vụ các chế được màu vàng và màu đỏ rồi. Nay em có thêm, em về thêm tiếp tục ạ. Mã đầm này nhanh hết, hết veo veo veo. Bây giờ là nó có thêm màu xanh than và màu xanh than, và em nhàn sẽ mặc màu xanh than thôi nhá. Comment mã cho em là D850, vàng, đỏ, xanh than, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Cái vàng này chỉ ở cài cái bông lên cho cô một chút. MLXL, cái này là đầm của HG, giá niêm yết của em nó là 850, mà nhà phục vụ các chế chỉ có là 210k. Comment mã cho em để kèm được tặng kèm cả bông này luôn này. Ôi, được bông nào ta lấy bông đấy nhá, bông nào cũng đẹp. D850. Em rất là thích cái cách phối của nó, rất là tôn da. Ví dụ nhá, cái cách phối màu nu như thế này vừa làm cho chúng ta có cảm giác nó trẻ trung này, nó nhẹ nhàng này. Hai nữa là phần trên này nó hoàn toàn tôn da. Phần dưới này màu sắc tùy ý thích, như phần trên nó bằng màu nu, tôn da cực kỳ. Hai nữa là nhà rất thích cái tay. Cái tay của nó, phối cái tay rất là yêu nhá. Phối tay cực kỳ yêu. Cái màu xanh than á, em đứng góc độ này mới là đúng màu này. Đó, chứ còn nhà đứng gần là bị sáng màu ấy nhá. Góc độ này mới đúng màu đây này. Mã đầm là D850 nhá, em thử sơ qua các màu cho các mình. Cực kỳ đẹp. MLXL, đầm của HG thì form của HG thì thường to hơn form của HS. Form của HG là được đến với L73 đấy các chị, L73 size M đấy, và L77 chúng ta có thể mặc được size L, L81, 82 chúng ta tiến triển được vào size XL nhá. Cái này thì chúng ta chủ động muốn mặc thoáng hay mặc sát thì chúng ta chú ý cho em. Còn đó, nhà là tư vấn cho các chế là form của ở nhà bán hàng. Mày chiều like một tí đấy, xong mày thôi chứ. Chiều 3-4 giờ về rồi. Tao đập cho mày. 3-4 giờ thì còn nói chuyện gì nữa. 3 giờ về. Comment mã cho em là D850, em thử sơ qua các màu cho các mình. Trong nam đen như gì, về giờ trắng hơn rồi đấy. Có lên chân váy không? Nhưng mà con cảm giác là da nó không được trắng như lúc ban đầu nữa. Thì làm sao mà nó tái lại được như hồi ban đầu? Nó chỉ đỡ đi thôi chứ. Đẹp trai hồi nãy không biết giữ gì nữa, cứ răng bữa đi biển thì... đi biển liên tục thì về gọi là châu Phi xong thì dưỡng lắm thì về được châu Á, lấy đâu ra có làn đẹp, làn da đẹp của châu Á được các chế nhở. Rồi nhà đang mặc màu vàng, mã đầm D850 đấy, tôn da cực kỳ. Em rất thích cái phối của họ. Em qua mã em thì các chị đặt các cái đầm mã trước nha. Mã này không có size S ạ. Mã này không có S. Các mã trước thì chúng ta, các bác S là chúng ta có thể bon chen được, nhưng mã này thì không ăn thua. Ôi, thì chết rồi, cái mã gì mà nó về đến 2x, 3x đâu ấy. Không ăn xuống đây rồi. Cho nên lấy có 3x, có một mã đến 3x đây. Có chị nào size to ở trên này đang ngóng không? Ai đang ngóng size to, em có một mã đến 3XL đó. Để em bảo nhân viên lên đấy nhá. Rồi nhà đang thử màu đỏ của mã đầm D850. Ba màu nhá, em xin qua mã này. Màu anh hộ em đó. Chị vừa nhận hai váy đẹp hơn sự mong đợi.
cảm ơn em đã mang đến cho chị em những mẫu váy tuyệt vời. Cảm ơn chị Nguyễn Huyền ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị Nguyễn Huyền. Avatar màu avatar đâu. Em không hay đọc comment đâu, tần chung nhà em ngồi ở đằng sau hay đọc comment của các chế. Cảm ơn chị Nguyễn Huyền rất là nhiều với cái feedback rồi là thật là tuyệt vời. Em cảm ơn chế rất là nhiều nhá. Rồi mã đầm nhà đang mặc sẽ là D850, em có 3 màu xanh than, đỏ và vàng. Với mức giá nhà cung cấp cho các chế được tặng kèm bông hoa như thế này với mức giá chỉ có 210k thôi. Comment mã cho em là D850, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. MLXL nhá. Form dáng của họ rất là chất vải của họ, chất vải này là vải Vitex nhá các chị nhá. Đó, comment mã cho em. 55kg mặc size L cho em nha. Rồi chị em cứ yên tâm là mình cứ comment đúng mã sản phẩm. Kèm số điện thoại là các chị mai sẽ có nhân viên nhà em gọi điện để chốt đơn, tư vấn thậm chí đo eo cho các chị luôn để các chị mặc cho nó vừa nhá. Thế không sợ là các chị chốt ở đây mà mai cứ thế gửi cho các chị đâu. Các chị không lo nhá, mai sẽ có nhân viên gọi điện trực tiếp cho các chị để chốt đơn nha. Có một mã nữa mà em mới mang về thêm màu cho các chị về sản phẩm này thì em đã livestream rồi, nhưng mà có một tông màu mà em chưa hiệp bán. Hôm nay em sẽ mang về phục vụ thêm cho các chế. Bộ size MLXL, cái form này hơi nhỏ đi. 224. Form này hơi nhỏ nên là các chế size S chúng ta có thể bọt chen nha. Mã đầm là D224. Có thêm màu đen. Màu đen bao giờ mặc cũng sang nhỉ. Đấy, cái đầm này là chị nào mà chưa sở hữu được cái đầm dập ly này thì khẩn trương để mình chốt nha. Nó đặc biệt đẹp và tôn giá cực kỳ. Mẫu này em bán tương đối nhiều. Em rất bán là nhiều. Các chị rất là thích nha. Em nói thật là cũng lười like nhưng mà mỗi một lần về hàng tương đối nhiều. Nhiều mà đến mức độ mà em nhìn choáng. Thế xong rồi đến một vài buổi là các chị cứ nhận hàng là cứ lấy nhận hàng mua hộ cho nhau. Mua hộ cho nhau thành ra là mã đầm bạn ấy về số lượng kinh khủng nhiều mà em vẫn cứ bán hết. Mã đầm đẹp quá. Cái này thì em về thêm màu đen, tổng thể của nó là bây giờ là có đen, xanh than và đỏ. Trước là có cả màu vàng nhưng mà bây giờ thì em hết rồi. Nếu mà bác nào vẫn thích màu vàng thì chúng ta có thể đặt cho em size L, bởi vì em thì em hết rồi nhưng mà bạn ấy xuống nhà bạn ấy vẫn sót mất độ 5-6 con size L màu vàng. Đó, mã đầm là D224, đỏ, đen, xanh than, kèm size và kèm số điện thoại cho em 224. Em cung cấp ra cho các chế con mã này với mức giá là 235k. Đầm của HG giá niêm yết là 850, tuy nhiên vì nó cao hơn bình thường so với em bán của HG là có 200-199.000 với lại 201 thì cái này nó cao hơn bình thường bởi vì nó là dập ly rất là tốn vải. Nó mất 18k tiền dập ly nữa và hai nữa là tiền vải cho cái phần chân vải váy của nó và gấp đôi so với cái chân váy bình thường. Cho nên là nó tốn vải hơn. Tuy nhiên mã này em nhận rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Trang Dương. Rồi, cảm ơn em Trang Dương. Cái mã này ấy, ví dụ như thế này thì chúng ta nhìn thì rất là đơn giản bình thường nhưng mà đặc biệt chú ý hộ em là cái này nó tôn dáng, cực kỳ tôn dáng. Cái phần thiết kế theo cái số đo hông từ eo xuống đến hông của chúng ta, điểm mở của nó vào đúng cái điểm đỉnh của hông, điểm đỉnh của mông và nó tôn dáng cực kỳ, eo lóc. Comment mã cho em đã, nhìn nó bình thường thôi, đơn giản nhưng mà rất đẹp. Comment mã cho em là D224, xanh than, 224 đỏ và 224 đen, MLXL. Tuy nhiên xanh than ấy thì em nói thật là đã đang hết ấy, đang hết XL đấy. Nó bây giờ nó chỉ sót hai con XL cuối cùng thôi. L thì còn thoải mái nhưng M thì cũng hết rồi. M chỉ còn có 6 con thôi. M còn 6 con và XL L thì còn khoảng độ 12 mấy con, L còn 2 mấy con. Còn XL chỉ còn 2 con và màu size M thì còn được 6 con. Đấy. Thế còn đen thì chính vì nó hết hàng. Đen thì ban đầu là em không mang về bởi vì em đã đem về xanh than này, em sẽ thôi không thôi màu đen. Thế nhưng mà bây giờ xanh than cũng hết mất rồi. Hết lạc bạc đến xương. Chú Quy là thế. Nó đẹp rồi thì màu nào lên nó vẫn đẹp. Thế là bây giờ cuối cùng lại bách lốt cả màu đen về để bán. Comment mã cho em. Nó đẹp mà.
Cô em mã cho em là D224 kèm size, kèm màu và kèm số điện thoại cho em nhá. Đó, em thử sơ màu đỏ, cái màu xanh than thì thôi không thử đó. Này, chị này này. Váy đó chị vừa nhận xong, nhìn thế nhưng mặc lên đẹp, ai cũng khen. Em cảm ơn chị Nguyễn Huyền. Chị Nguyễn Huyền ơi, chốt nếu mà chị mua hộ cho người 70 cân thì chị đừng mua hộ nha. Là vì cái 70 cân đó nó phụ thuộc, nó khó lắm ạ. Chị phải đo được cái số đo eo cơ. Với lại em phải em không chuyên bán cho những người số đo lớn như vậy. Em sẽ rất là khó cân để tư vấn cho chị nó được chuẩn. Em có 3XL này, mã tí nữa em lên một mã có 3XL nhưng mà em không dám tự tin lắm. Thế mà ví dụ bác nào hay mặc 3XL thì các bác cứ chốt thôi. Chứ còn để bắt em phải chịu trách nhiệm mà là sẽ vừa thì em không khẳng định được, bởi vì em ít bán cho những người size to 65 đến 65 cân trở lên là em rất ít khi có hàng. Rồi, đấy nhận thử màu đỏ cho các chế nhá. Nói thật nè, em có một cái bông hoa. Thôi không khoe nữa, nhưng mà em có một cái váy như thế này. Em kết là em có cái bông hoa là em đính nó vào đây. Bông hoa đúng màu luôn, đúng vải, đúng màu luôn. Em mặc cái váy này rồi nói là đi đến đâu có người kéo em lại. Thật luôn á, dưới ví dụ thi thoảng em mặc xuống dưới nhà là cái cô bé nằm ở dưới đấy nè. Dưới hãng HG ấy, là cô bé làm ở đấy. Cứ có cái đầm đẹp lúc nào cũng khoe. Bảo em thế, bởi vì thế xong rồi là cô chủ HG thì ui trời ơi, cái mẫu rõ đẹp. Nãy ăn cắp mẫu nhà em. Tôi không nhớ ra đấy là mã của chính bạn ấy làm. Nhưng mà vì là tội là em thiết kế thêm cái bông hoa ở đây, em cắt mất hai cái đĩa ở đây. Thế là bạn không nhận được ra mẫu của bạn ấy. Bạn tưởng là ăn cắp mẫu nhà bạn ấy. Ui dồi, cái váy đẹp. Thế xong lại ăn cắp mẫu nhà em. Không, mẫu nhà em đấy chứ ăn cắp cái gì. Ôi thế sao em nhìn khác. Lấy đâu ra em có bông hoa này. Em nói thật các chế nhá, mặc cái váy như này mà em đi lấy hàng, ai cũng thường là em rất ít khi xuống khỏi xe ô tô. Em chỉ đến cái điểm đến của em giao dịch trước đấy, xong rồi em đến điểm đến, xong rồi em xem lại chất lượng hàng ra làm sao. Đúng ý em thì em bốc hàng lên, chứ em ít đi bộ đi dẻo lắm. Rồi, thi thoảng em mới xuống khỏi xe ô tô, nhưng mà nhìn thấy em toàn bị kéo lại thôi. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm với, váy chị đang mặc mua ở đâu thế? Thế các bạn đi lấy hàng ấy, nhìn thấy em mặc toàn kéo lại. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm váy chị mặc mua ở đâu thế? Bằng váy nhà chị bán. Đuổi chứ chị mua đâu thế? Đuổi chứ không, đuổi chứ chỉ có chị cung cấp thôi. Mấy chị ơi, mua ở đâu thế? Mấy nhà chị bán. Đuổi chứ chị cho em hỏi đi, mua ở đâu thế? Chỉ có chị cung cấp thôi, chả ai có đâu. Em trêu đúng không? Nhưng thực ra là không có thật. Nếu các bạn đi dẻo thì khắp cái dốc nã Bình Hiệp rồi. Nói chung là khắp không có, chỉ có đến mỗi nhà HG là có. Không ai có cái váy này cả. Comment mã cho em là D224 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại, xanh than, đen, đỏ. Đen đang đủ size bởi vì em mới mang về nên là nó chưa bị hết size. Đỏ người ta may bổ sung, xanh than may bổ sung, nhưng mà xanh than nó hot quá, nó hết mất rồi. Bây giờ nó chỉ còn 2 con X, 6 con M và 10 mấy con size L, gần 20 con. Là kiểu bạn ấy may số lượng L nó nhiều đấy. Thế là bây giờ em sẽ lên cho các chế một mẫu mà có 3XL nhá. Có cả màu đỏ. Màu đỏ thì có mỗi 3X thôi. Em là vì là dạo này là em bán ở nhà rất là nhiều khách size to. XL cũng chẳng vừa, 2X cũng cứ găng. Thành ra là cứ thi thoảng là gặp phải cái nào mà có size đến size to là em phải vô lấy vô để. Chị nhận được hàng đẹp hơn mong đợi, chỉ tiếc không có mã D338 thôi. Hết rồi. Nhưng mà hôm nay mình cảm ơn chị Yến Nguyên nha. Rồi em cảm ơn chị Yến Nguyễn. Đây mã này là em có đến 3XL nhá. Đẹp và chuẩn chất, lên dáng nhìn ngon lắm, mình mua rồi. Sáu Nguyễn, cảm ơn. Cảm ơn chị Sáu Nguyễn. Rồi, váy là D812. Váy này thì em có màu đỏ là có size 3XL, màu xanh than, màu vàng. Nhưng mà hiện tại thì nhàn mang về một các size thì chỉ có ML, XL,
2XL thì hình như là nhân viên nhà em. Đầm này cao 1m62 thì mặc dài đến đâu? Có cả đỏ. Hết rồi. Hả? 3XL. Chỉ có mỗi 3XL thôi dạ. Đầm xếp ly cao 1m62 thì mặc dài đến đâu? Ngang gối chị ơi, ngang gối. 1m62 ngang gối. Còn nếu mà thấp thấp như nhà thì đấy nó qua gối, còn chế thì nó chỉ nhìn này tổng thể chiều cao của mình 1m62 thì nó gồm trong đó nó gọi cả tổng thể toàn thân của mình. Thì ví dụ chế bị ngắn hơn nhàn so với lúc nãy nhàn mặc là 3cm hay là 2,5cm thôi. Má đầm là D812 199k nhé, giá ưu đãi này. Này có từ ML, XL, 2XL, 3XL. Em không biết là nhân viên, thực ra nó về được mấy cục 2X thì nhân viên nhà em hình như nhận cho xỉn cũng gọn gọn rồi, chắc sắp hết rồi. Hay là có khả năng bị hết. Nhưng mà 3X thì hôm nay em mới bê về được 3 cục. 3 cục hàng là mỗi một cục hàng là nó được có chục cái thôi. Màu xanh than thì được 20, màu vàng được 10, màu đỏ được 10. Thì tổng thể là nó vào có 40 cái 3XL. Chủ trương của em là em có đến đâu thì em giới thiệu các chế đến đấy. Còn chủ trương của em là chủ yếu là mang về shop của em để bán phục vụ các chế size to. Thực ra là khi mà em bán hàng offline này em mới biết được rằng là các chế size to bị hạn chế quá. Em ít hàng phục vụ các chế size to quá. Thế là em thấy 2X, 3X là em bê lấy về để em mang về chủ yếu là phục vụ ở shop đây này. Thế còn như, tại vì trước nay em bán toàn MLX, SMLX cho nên là ở trên livestream khách size to của em thì em nghĩ là cũng không được nhiều, nhưng mà ở nhà em thì khách size to của nhiều D812 nhé, vàng xanh than đỏ có đến 3XL, từ M đến 3XL. Tuy nhiên thì đó, nhà nói rồi đấy ạ, được 20 cái màu xanh than, 10 cái màu vàng, 10 cái màu đỏ là size 3X. Size 2X thì cũng được như dạng như thế, nhưng tuy nhiên thì nó về hôm trước thì người nhà em nó lấy cho chị, chắc là hết mất rồi. Có chăng sót 1-2 cái, 1-2-3 cái thôi. Còn lại là chủ yếu là em vừa bê về được 3X đấy. Thì các chị 3X thì em nghĩ rằng là rơi vào cái khoảng eo là 3X thì ví dụ 2X này nên 85 thì 3X là nên đến 90, 88. Em cũng không đo rồi. Đây toàn váy size của em không đo rồi thì chắc các chị cứ đặt đi, nhân viên nhà em sẽ đo eo cho các chị nha. Các chị mà rơi vào khoảng từ 65 cân cho đến 70 cân, 72 75 cỡ 7 15 cân trở lại, 65 đến 75 cân. 75 cân với mức độ là mình cao á thì 65 đến 75 cân là chúng ta bon chen 3X cho em. Thì nhân viên nhà em sẽ đo eo cho các chế, eo váy cho các chế và các chế hỗ trợ nhân viên nhà em đo eo trên rốn khoảng 6 phân nhá. Rốn này, rốn là ngang này, mình nhớ lên khỏi rốn 6 phân và lấy cái dây, bất kể một cái dây gì, không cần thiết phải là thước dây đâu. Bất kể một cái dây gì mình vòng lại, mình giữ điểm mà eo của mình lại và mình cầm cái khoảng đó mình đè lấy cái thước cứng của con ấy, mình đo lại xem là cái vòng eo của mình được bao nhiêu và hợp tác với nhân viên nhà em, báo với nhân viên nhà em là eo của chị được chừng này này, được ví dụ 80 này, hay là được 90 này, hay là được 88 này, thì để nhân viên nhà em sẽ lấy được cái số đo của các chị thật chuẩn. Còn trường hợp không cung cấp được cho các chị đành phải chịu. Rồi, comment mã cho em là D812 kèm màu kèm size và số điện thoại cho em. 199k. Hôm nay giá đặc biệt ạ, 199k. Em có cả màu đỏ nhá. Chú ý của em có cả màu đỏ. Nhà đang mặc xanh than và một cái là màu vàng hơi cốm một chút xíu. Có chút ánh đồng, ánh cốm trong này. Nói chung cũng màu rất là đẹp. Xanh than này, đỏ này. Đỏ là có size to, size nhỏ là em bán hết rồi, em không về. Đỏ là em có size 3XL, mỗi size 2X và 3X thôi. Còn xanh than này, mỹ lệ vàng này này em có từ M trở lên. Chú ý của em như thế, comment mã cho em là D812, em mặc một màu thôi. Kèm size, kèm màu và kèm số điện thoại cho em. Nhà cung cấp cho các chế chỉ có 199k. Đó. Không đẹp, không lấy sẻng. 199k. Giá sung sướng cuộc đời chưa? Đây, em có ít chân váy. Kiểu cách này các chị.
cái váy này mà mặc đi chơi thì đẹp lắm. Đẹp lắm luôn. D812 cho em nha, các chị nha. Đầm nhằn mặc là D812. 199k thôi ạ. Chân này là chân dài nhá. Xe vét tím dài cho em. Hay là thôi comment mã. Ý nữa các chị có nhu quần, cầu quần thì các chị chờ nha. Xe vét tím dài, xe vét tím ngắn, xe vét trắng ngắn, xe vét trắng, xe vét tím. Chung quy là nó lại có hai kiểu, trắng nó có hai kiểu. Đó, thì cái trắng này thì chúng ta sẽ báo nhân viên là chị lấy cái hàng trắng bèo lắm không? Trắng có bèo, đây là có bèo, thêm một lớp bèo nữa. Và trắng tầng, cái này thì hai tầng nhá. Cái này hai tầng, cái này thì ghi hộ em là có bèo nhá. Bảo nhân viên nhà em đấy, cái mã của mình chủ yếu là CV trắng, CV tím thôi. Trắng là có bèo nhá, cái này báo với nhân viên là trắng có bèo nhá. CV ngắn. Nói chung là em chỉ có thế thôi. Đấy. Trắng này là trắng hai tầng nhá. Tím ngắn này, tím dáng ngắn này. Tím dáng ngắn này, tím dáng dài. Tím dáng dài thì 99k và hàng còn lại chỗ như chỗ này là 89k. Hàng của nó là chất là đuối lụa. Đuối lụa cho nên là mát cực kỳ và sang nhá, cái vải rất là sang. Đấy. Tím dáng dài thì em có màu ngoài đậm hơn trong livestream đấy ạ. Màu trong đây này, màu này này. Đấy. Màu này là màu tím đang đúng màu này các chị này. Em để góc độ như thế này là tím đang đúng màu này. Em bỏ ra này là tím bị nhạt này. Đấy. Màu này là đúng màu này. Tím đang bị đúng màu. Đó. Thì cái comment cho em là CV. CV tím. CV dài. Tím dài. CV tím ngắn. CV trắng. Thế thôi, trắng thì xong nay mai lúc nhân viên nhà em chốt thì bảo nhân viên nhà em là lấy loại lấy chân váy có bèo hoặc là chân váy hai tầng là được nhá. Comment mã cho em là CV kèm size, kèm màu và kèm số điện thoại cho em. À không có size đâu. Cái này nó là chun. Nó là chun free size. Cho nên là chúng ta dễ mặc. Cái này thì phục vụ được các em bé cấp 2 cho đến các chế ba mấy tuổi, mặc cái phong cách teen một chút xíu và đeo cái giày thể thao cho em. Với áo phông hay là với áo dây, áo bra các thứ, trong có quần nhá. Ví dụ em hàng chân váy ngắn như thế này là trong có quần, chất vải là đuỗi lụa cực kỳ thích. Chất vải cực kỳ mát và sang vải nhá, trong có quần nhá. Trong có quần luôn, quần rất là dài đấy ạ, xuống đến tận đây này. Cho nên không lo đâu ạ, quần dài. Mã là CV CV là được, CV trắng và CV tím. Đấy. Thì ngắn là 189k và dài là 99k. Comment mã kèm size kèm màu cho em. Kèm màu thôi, không có size, free size chun nhá, lưng chun nhưng mà nó làm rất là mịn màng, rất là đẹp. Rồi, em sẽ lên cho các chế nào hỏi váy trẻ đâu, còn ở đây không? Còn. Chế nào hỏi váy trẻ còn ở đây không? Quần em không định lên đâu, em định giả này. Đắt. Không lạ không bán. Đây nhìn thấy quần nhà mình. Cho cái hàng của bạn ấy hơi đắt. May cái quần kia nó may bị lỗi. Quần màu trắng kem nó may bị lỗi. Chế nào hỏi em váy trẻ? Chị nào hỏi em váy chưa? Váy cho người trên 50 tuổi, 60 tuổi thì ý kiến nhé, để em phục vụ đây, em sẽ lên tiếp cho các chị một mã này nữa. Cái này là đầm mà em mua sale của Max Watch. À, xong chưa? Một like cho bạn ấy xét. Không là đúng không? Ừ. Set midi để không là thì sao? Cái đấy á. Ừ, chị bỏ xuống đây cho cô màu vàng, màu trắng, xanh, màu trắng mờ. À, trắng mờ đấy thôi, chị chỉ kiếm. Yeah.
vẫn không nhử. Thế được rồi. Phải nhừ hơn mới ngon. Thân nọ mẹ này nấu thế này. Ừ, thì em đã bảo là vẫn chưa được ưng ý. Cái nhà ông mặc là của Margot ạ. À. Em có hai màu, một tông màu kem với một tông màu đen như thế này. Chứ phải là bộ tê thi. Là hai lớp. Cái hoa của nó màu cacao nhé. Dạ, dạ, có váy trắng không? Em có, nhà em vừa lên đang đây. Nó sinh nó vừa bê lên mất rồi. Dạ, bê mất rồi. Em vừa lên lúc nãy. Mã đậm D245. Có gì xem lại live nha. Xem lại live stream. À, em đây, một đống váy trắng đằng sau nữa. Chờ em chút em lên cho. Mã đậm là D137. Kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em FML. Hàng của Margot. Cổ này, các chị nhìn hộ em cái cổ này. Đó, nằm rất là cầu kỳ. Giá nhà cung cấp cho các chế mã đầm đầu anh ơi. Anh xem hộ em đầm sau ấy. 235 235k D137. Kèm size, kèm màu, số điện thoại cho em FML. Hình như có cả X. Màu này có X, màu đen không có X nhá. Màu trắng kem này có XL này, SML XL. Comment mã cho em là D137 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Cực đẹp. Giá cung cấp cho các chế là 235k, chúng ta mua được giá sale đấy. Còn nếu mà giá chuẩn của nó thì không có cái giá này đâu. Comment mã cho em là D137 kèm size. Cái này đang hết hàng rồi các chị ơi. Không còn size nữa. Nếu mà để không còn ép thì bây giờ là còn, nhưng mà nó khác kiểu nhau, khổ thế đấy. Set midi, em lên nữa chị, lần này em về set midi là xịn hơn, đắt hơn. Nhưng mà em vẫn phải bán thế. Bởi vì đăng bài rồi. Đấy, thực sự là hàng nó thấy hàng đẹp là em không đành lòng. Hàng xịn hơn luôn nhưng mà vẫn phải bán thế cho các chị. Đắt hơn mất. Nhiều chút xíu nhưng mà cái này thì không coi không lo gì nhiều đâu. Cái này vải rất là đẹp, chúng ta nó giống như là cái vải D 245 của em ấy. Xem bị đi á. À, vải của nó hơi nhiều chút xíu nhưng mà không sao nhá. Vải này chúng ta không cần là nhá, chỉ cần giặt thôi. Giặt rồi rũ ra phơi cái là nó tự phẳng. Cái vải của nó là thô đũi mà, thô đũi. Còn cái vải phần dưới này này, mọi khi em đưa cho các chị ấy, mấy hôm đầu em bán cho các chị ấy, là dòng vải của nó là vải sạn, lụa sạn. Nghĩa là nó mặt vải của nó có độ sần một chút xíu, nhưng mà nó vẫn là vải xịn lắm. Còn bây giờ này, mấy hôm nay em lên về cho các chế là nó bằng màu sắc nó nét hẳn lên. Và bằng chất vải gì các chế biết không? Lụa tuyết. Đắt hơn hẳn những cái kia mất 12k. Nhưng mà nhà trả giá bán lên đồng nào cả, vẫn phải đi đơn nữa các chị bình thường. Vẫn phải đi đơn nữa các chị bình thường. Bây giờ thì em nói thật là cái kiểu này là em đang hết size M. Đây là còn hai bộ M cuối cùng và khách nhà em là thiếu nhiều kinh khủng và em không dám đi cái set xịn này. Bởi vì nó hết à, nó không đủ. Em vẫn phải đi cho các chị set mà kia. Có xét xịn hơn mất, đắt hơn mất 12k này này, em còn có hai bộ mở
L em còn 20, XL em còn 10, M còn 2 cái. Không dám đi, không dám đi bởi vì cái set mà mọi nhân viên nhà em làm cho các chị là S, M, L, XL. Thì cái này em hết S. M có những chế mà thiếu nên đến là 20 mấy bộ M. Thiếu 20 mấy bộ M thì làm sao mà em dám đưa 2 bộ M này vào được. Trong khi đó tất cả thành ra là em đành phải bỏ lại và em vẫn phải đi cho các chế hàng nó mọi khi em lên. Cái này là xịn đặc biệt luôn, xịn đặc biệt luôn. Tuy nhiên thì bây giờ nó hết rồi. Bây giờ bác nào mua lẻ thôi, chứ các bác mà mua đồng phục là em không đủ cung cấp đâu. Bây giờ là bây giờ nhá, 2 bộ M 18 hay là 16 bộ size L và khoảng độ 8 bộ size XL. Đó, thì các chị cứ đặt đi, nếu mà trong mình đặt lẻ hoặc là mình thấy cái bạn bè trong cái khung mà Nhàn vừa nói thì mình alo sớm cho nhân viên nhà em thì mình có đơn. Thế còn nếu mà mình mà không đáp ứng được trong cái số lượng em nói thì các chế thì em không phục vụ được thì chúng ta vẫn phải mã kia của họ cũng đang hết. Mã rẻ hơn mất 12k ấy thì trước giờ em bán cho các chị đấy, nhưng mà vẫn cứ bao xịn cho các chị nhá. Đây là một cái mã mà nó xịn đặc biệt. Nó xịn đặc biệt bởi vì cái em đặt và họ hết hàng, họ hết vải và họ phải xông vào hàng đắt. Họ phải đi đặt cũng không đặt được vải kia nữa. Em nói thật đấy, không đặt được vải nữa và họ phải em bắt đền mà bởi số lượng hàng khách của em đặt nhiều quá. Em bắt đền mà họ phải đặt in hoa để ra được cái vải, cái nghĩa cái vải kia là hết rồi. Phải đặt in hoa và phải mua vải lụa tuyết để in, cho nên là nó đắt hơn ở cái điểm đấy. Em bây giờ thì màu vàng thì Nhàn còn đủ size nhưng mà cũng không có size S, M, L, XL. Màu trắng thì Nhàn chỉ còn 2 bộ M, 16 bộ hay 18 bộ gì đó size L và 8 bộ size XL. Nếu mà bác nào mà lấy đồng phục mà trong cái khuôn khổ đó thì chúng ta lấy hộ em. Thế còn nếu các bác mà có nhiều S như thứ là không làm gì được. Còn nếu mà chúng ta lấy trong cái nhóm nhỏ hơn ấy thì chúng ta lấy cái mã này cho em thì nó cực kỳ đặc biệt là đẹp. Em nói thật là tại vì đặt hàng nhưng mà không có hàng nữa, vải không có nữa, phải mua lụa tuyết để đi in, đi thuê in 3D. Vải lụa tuyết thì nó đắt hơn cái vải kia nên là giá thành bị cao lên mất, nhưng mà Nhàn có dám bán đắt lên được nào đâu. Các chị comment giúp em là set midi nhá các anh chị. Màu vàng này, set đây midi. Là hàng xịn nhá. Đây là hàng đắt hơn đấy nhá. Set midi. Kèm màu và kèm size. Kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Vàng thì đang còn đủ size, tuy nhiên thì cũng còn rất ít. Nghĩa là em về mấy trăm hàng bây giờ là xong rồi. Em về mấy trăm hàng là mấy trăm hàng là hết hết rồi. Và bây giờ có đặt hàng thì cũng không có nữa, toàn những nào cái vải dởm thôi thì không chơi được. Cái vải đẹp thì em đợt này em không, cái hàng mà mọi khi em bán ấy 279.000 nhá. Nó cũng là hàng đẹp rồi nhá, hàng đẹp rồi nhưng mà bây giờ không mua được nữa. Chị Ngọc Nguyễn. Mua vải dởm thì em không mua. Đấy, nói thật luôn. Các chị comment giúp em set này là set midi ạ. Midi viết liền ạ. Midi kèm màu kèm size cho em nha. Vàng vẫn có đủ size cho các chị ạ. M lấy L. Trắng thì size M chỉ còn 2 bộ nữa thôi. Nên chị nào nhanh tay thì đặt thì còn trắng 2 bộ size M. Cái này ưu điểm của nó là chúng ta mặc rất là nhiều thứ nhá. Em nói các chế chúng ta ngoài cái phong trào theo cái trend, hot trend là chúng ta mặc đi biển set đồng phục đúng không? Ngoài ra nhá, chúng ta em gợi ý các chế hiểu rằng là nó là một cái set rất là hoàn hảo. Ví dụ nhá, chân váy này chúng ta mặc với một cái áo bra hay một cái áo dây hay một cái áo phông sơ vin nạ. Bra thì không cần sơ vin, với dáng bra thì thường nó đúng cái tầm này rồi thì không cần sơ vin rồi. Nhưng mà ví dụ như là áo phông hay áo dây chẳng hạn, nó dài một chút xíu chúng ta sơ vin lại, chúng ta đội cho em cái mũ rộng vành, chúng ta lại tạo cho mình một cái phong cách khác hoàn toàn rất là trẻ trung. Hai nữa, cái áo này chúng ta có thể tách rời. Đấy là khi mà em nói là ngoài cái, khi chúng ta mix thế này đã đành rồi, nhưng chúng ta không mix thế này chúng ta lại mix không kiểu bán khác lẻ nhá các chị nhá. Chúng ta không mix kiểu, chúng ta mix kiểu khác nữa. Ví dụ các bác thích áo này thì để em đặt với các bạn ấy làm áo rồi em cung cấp cho các chế riêng áo thôi nhá. Áo thì cái áo này chúng ta mặc với chân váy dập ly cũng được này, chân váy xòe cũng được này, quần sóc này, quần sớ này, quần bò này. Đấy, và đặc biệt nó cực kỳ hợp với quần sóc.
Và nó là nếu mà chúng ta mặc đi chơi thì cái áo này nó cực kỳ hữu ích luôn. Nếu mà chúng ta có quần short thì em nói thật các chế hơi khó mịch đồ với quần short đúng không? Ngoài áo phông ra hơi khó mịch đồ và đây là một cái áo cực kỳ hợp với quần short. Thế cho nên là ngoài cái cách mix một set nếu như thế này, nếu các chị muốn mua giờ thì chờ nhà em làm. Cách mix một set như thế này chúng ta có thể là mua làm thiết kế cái áo này, chúng ta nhiều tạo nhiều cho mình cái cách phong cách khác nhau bằng cái cách mix đồ. Đấy, quần short và áo kể cả là quần sớ này, quần bò này, quần nói chung là sớ dài, sớ ngắn, chân váy xòe, chân váy dập ly, chân váy A. Đó, rất là nhiều cách mặc được với cái áo này. Chúng ta có thể mặc như này, ví dụ chúng ta không tự tin cho cái vai trần thì chúng ta mặc u lên. Ok chưa? Vẫn cứ đẹp như thường. Mặc cổ u lên vẫn cứ đẹp như thường, thành cổ thuyền. Ok, rất là đẹp, có cần thiết gì đâu. Nhưng mà cái phần thiết kế ngắn thế này này, và thiết kế có thể mặc bẹt vai, có thể mặc thuyền như thế này được này, là tạo nên cho đúng chúng ta. Đúng rồi, set này thì size như là size đầm nha, quy lê nha. Đặt y như size đầm thôi. Đấy, comment mã cho em. Đây, màu vàng này là chất, này là chất khác với cái chất hôm trước em bán cho các chị đó. Tuy nhiên thì hàng này là hàng em đặt và khi mà cái mẫu kia nó bị hết vải, mà lần hôm trước em bán cho các chế là đó là hàng đã qua kiểm duyệt và qua cái cảm nhận của em là hàng chất lượng rồi. Tuy nhiên thì không thể so được với những cái set mà hôm nay mới hôm qua đấy, nó vừa mới về tối hôm qua bởi vì hàng hết và em đặt không có mua được vải nữa thì em bắt buộc em phải bắt bạn ấy là em thiếu hàng của khách rất là nhiều nên là em hàng vải thì không còn mua được nữa. Hàng vải dởm thì có, em nói thật, vải dởm thì có, thế nhưng mà vải dởm thì em không muốn bán, nó sẽ ảnh hưởng uy tín của em. Em bắt bạn ấy là không mua được vải đấy nữa thì em phải đi tìm cái vải nào nó tương đồng và nó đẹp hơn một chút cũng được, đắt hơn một chút cũng được, nhưng mà nó phải là hàng đẹp. Thì để thì là bắt đầu là bạn ấy phải đặt in gấp thì bạn làm được một số lượng cũng không nhiều, thành ra là em về không đủ chia. Thì bây giờ thì cái size M thì chỉ còn 2 bộ thôi, size màu trắng, nhưng còn màu đỏ vàng này thì mỗi size còn khoảng độ 11 bộ, mỗi size còn khoảng độ 11 bộ, không có S, M, L, XL, mỗi size chỉ có khoảng 11 bộ thôi. Thì nói chung là nếu mà để mà nói đặt đồng phục được hơi khó khăn rồi, thì chúng ta đấy nhóm đồng phục khoảng độ 7 người, 5 người trở lại các thứ thì sẽ dễ, hay là chục người trở lại thì dễ, chứ mà hơn chục người là em chịu, hoặc là nếu mà liên quan đến các bác size S này em cũng chịu rồi. Tuy nhiên thì cái áo thì dễ mặc lắm, áo thì cực kỳ dễ mặc. Chân váy thì nó là chân váy cạp như thế này nên em cũng nghĩ nó dòng dễ mặc, chúng ta mặc cao lên chút xíu hoặc chúng ta nhấn một chút xíu một bên sườn lại, chúng ta gập thành một cái ly ở một bên sườn lại, nhấn đường may lại, cũng không cần phải bóp nhiều, nhưng nhấn mỗi trên cạp thôi chúng ta cũng không mặc được, không phát hiện được. Cho nên là chúng ta cứ hoàn toàn tự tin, nếu mà bác nào mà nhóm nào muốn mua đồng phục mà thiếu ép thì chúng ta lấy mờ tạm và chúng ta xử lý theo cách đấy cho em. Dễ mặc lắm và dễ làm, đấy không phải là em xui dại đâu mà em xui chân thành, mà là nó dễ làm cực kỳ và không ảnh hưởng. Rồi, tới đây em sẽ làm. Em thấy cũng tương đối nhiều chị hỏi về cái áo này. Thì khả năng này em sẽ may cái áo rồi này để phục vụ các chế nhá. Chất vải thì ok lắm, không phải bàn gì cả. Chất vải này chúng ta giặt cái phủ cái thế này, treo lên là phẳng đừ. Cái chất này vào dòng vải sang, vải thô đũi, vào dòng vải sang rồi. Mã cho em là set midi, vàng đang đủ size M, L, XL. Trắng thì coi như là đã hết M, coi như hết M đi. Thì còn L và X, S cũng hết, S cũng không có. Rồi. Bác nào đang cần váy trắng với váy trẻ thì để em lên váy trẻ. Cái chế nào hỏi em váy trẻ còn đấy không? Chị nào cần váy lớn tuổi cũng bảo em ấy, váy trung tuổi, váy lớn tuổi cũng bảo em ấy để em phục vụ nhé. Áo sơ mi dạo này em đang ít nhé, thì nếu mà không thấy các bác ý kiến thì em xin offline. Còn thì ở đây thì em cũng có rất là nhiều, hay là ví dụ mẫu quần em cũng có nhiều, nhưng mà hôm nay em lại không chuẩn bị. Hay là xin chạy lên đấy cho cô cái quần 92 cấp xanh lắm và áo dài trắng không? Đó là áo dài là để mọi người đến đây thử thôi. 92 đợi em chút xíu nhá, lên váy trắng maxi đi. Cái váy lúc đầu lai là váy 24, cái váy mà có màu xanh màu vàng, váy tầm D245 màu trắng này. Đem đây cô lên lại cho các chị. Nhanh, 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 nhan
sao cái này không thấy mà làm mẫu cho cô ấy nhỉ? Tí lên lấy cho cô một cái xem mờ nhé. Cho em chút xíu à đây. Rồi, sao cái mã này thế nào thế này? Bắn mất mờ rồi hay sao ấy nhỉ? Chết rồi, bán mất mẫu rồi đấy. Thì em bỏ xuống mẫu ở đây là bán mất mẫu rồi đây này các sếp này. Thế em quên không lên cái mã này nữa chị đây này. Bán mất mẫu rồi. Em để đâu sáng cái đứa đó. Nó hỏi nhưng mà nó đòi mua size 2 anh, một đứa size 2X thì còn một con mờ mẫu của em, nó bảo mờ mẫu của em chắc là bán mất rồi. Hay là đem lên. Bán mất mẫu rồi. Ui, màu xanh min đẹp không? Em lên cái này cho các mình nhá. Màu xanh nữa mà đúng không? Xanh của mình. Đây có xanh khác dư được. Không có. Không có con nào. Khách đến nhà đòi mua hết luôn, họ đòi mua xong rồi chạy lên trên tầng lấy xanh hay ít cho khách. Có nhá, thầy Vũ Đào. Có thầy em. Lên váy đằng sau đi chị. Lên rồi em ơi. Cô lại đang muốn nhờ xin lấy cái này cho cô này này. Thế thì không biết là khách mua mất hay là cô thiện mẹ nhầm đem lên trên nhà. Cái váy cô đang mặc cái màu xanh cổ vịt khách lấy. Khách lấy. Khách mua mất à? Chưa được. Có màu đấy sai khác được, để dơ được. Thôi, ở đây không có con nào. Bán hết luôn. Sáng hỏi cái... bỏ xuống để làm mẫu bán hết luôn. Khách nhà em vào mua gấp mua gắt. Mẫu này này. Bỏ mỗi một chiếc màu, mỗi một màu này nhà đang mặc với một cái màu. À mã đầm xếp ly là D224 nhá. Vũ Đào nhá. D224. Cứ lấy cho cô cái này đi, cô đang like cái này. Đầm xếp ly là mã là D224. Xanh min các trời ơi, màu đẹp quá. Đầm hãng. Cái này nhìn rất là đơn giản mà các chị biết không? Của nhà Ngân La đó. Mà chị bảo mẹ em là, chị bảo mẹ em là váy này nhàn bán rẻ thật đấy. Váy này chị sản xuất do bọn nó bán toàn 550 thôi. Mà sao nhàn bán rẻ thế? Chị sản xuất bọn nó toàn bán 550 thôi. Có mấy đứa bán cái mã váy này của chị toàn 550 một con. Có mỗi nhàn bán cái giá thế. Nhà sao nhàn bán rẻ thế? Chúng nó mà biết chúng nó kiện đấy. Em ở biết làm sao? Em có hình em đăng đâu mà biết, em livestream các bà ấy có theo dõi được em suốt buổi đâu mà biết. Em phải nói thế. Hàng đẹp cực kỳ. Hai lớp nhá các bác ơi. Màu này là màu xanh min, đẹp không? Hai lớp này. Đầm hãng á. Đơn giản nhưng mà đẹp lắm. Em mã đầm là D335. 335 hay 355? 335. Xanh cổ vịt và xanh min. Lần này em về hai được hai màu như thế này. Trước em về cả đen đỏ và xanh cổ vịt nhưng mà nó hết nhanh chóng. Lần này thì về được xanh cổ vịt và xanh min nhá. Đây là xanh cổ vịt và xanh min. Mã đầm là D335, hàng 2 lớp của Ngân La. Giá nhàn cung cấp cho các chế là 235k trên một con. Giá 235 hay 239? 235. Alo. 239 ạ. 239 ạ. Tại nhà em đang bán là 280. Tại cửa hàng nhà em đang bán 240. À 280. Các chế biết không? Em có đây này nhưng mà em chỉ còn một sót một con cuối cùng size L màu đen thôi. Đắt hàng vô cùng.
nhìn nó đơn giản thế này nhưng mà tất cả nó êm ả, nó may phẳng phiu, nó nét căng từ ly từ tí một, mặc vào ai cũng thích. Thành ra là đấy, em hôm trước là em mà về hàng này em bày một dọc chỗ này toàn vải, toàn váy này thôi, cả một cái dọc này, toàn cái váy của váy D335 này thôi, nhưng mà hết nhanh kiểu vèo, bây giờ còn đúng một con lợn đen. Và hôm nay là hai con mẫu bỏ xuống để em có cái máy làm hơi ở đây, là bạn ấy hay phải chạy xuống dưới tầng để làm, xong rồi là để em lên mẫu đó. Thế cuối cùng là đấy, khách mua mất lốt, mua mất cả mẫu. Thế xong rồi đem một con X và một con 2X nữa, bởi khách hỏi luôn mấy chế đi, rồi cứ hỏi có size to không, đem hết. Giờ là hết sạch, không còn con nào ở đây cả. Đấy, chưa kịp bỏ xuống cửa hàng thì bỏ xuống lại hết veo ngay. Bây giờ là đang đủ size này, từ M cho đến 2XL. Từ M đến 2XL, đầm thì cực kỳ đẹp. Ở cửa hàng của em là em đang bán 280 và em có kèm cho các chế một bông hoa vào đấy, nhưng mà đầm này thì em bán trên livestream em không kèm hoa. Em bán tặng các chế là 239k. Comment mã kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em D335. Xanh min và xanh cổ Việt. Em thử xanh cổ Việt cho các chế nhé. Thì nó đúng màu của nó thì mình gọi đúng màu. Còn không thì các chị có xanh đậm xanh nhạt cũng được. Chất vải của nó thích lắm. Lần này thì chẳng một bác nào chê nổi. Cái xanh cổ Việt này M, L, XL và 2XL nha. Em bỏ trong túi ở trên tầng xuống này, không là lượt gì đâu. Không có lạ lượt gì đâu. Các chị phân biệt cho em là xanh đậm và xanh nhạt cũng được. Xanh đậm, xanh nhạt cũng được. Đó, cái màu xanh, xanh này thì xanh đậm là xanh cổ Việt. Hai cái màu này đều là những cái màu rất là sang rồi. Comment mã cho em là D335. 335, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại em. Lần trước em đặt là... lại hàng được không? Được nha. Lần trước ấy là không có túi. Em nói với chị tại sao biết không? Bà nói với em là đơn hàng quá, không cần kịp làm túi. Đơn hàng quá, tao bảo bọn nó là thôi bỏ bớt túi đi cho nó nhanh, để còn giả lợ đơn. Đắt hàng quá, cái váy nó nên đắt hàng quá thì bỏ bớt công đoạn túi đi cho nó đi đơn, rồi cho nó nhanh để giả được hàng. Tại vì em bảo là váy của nhà chị đang có túi mà sao lại không có túi. Ui, đắt hàng quá, không có cái lợ hàng ghê gớm, nên tao bảo bọn nó là bỏ túi đi cho nó nhanh để giả lợ. Bây giờ là em đặt lại mã. Đấy, mã này là em đặt lại đấy. Em đặt lại đấy. Đó, cho nên là em bảo phải hoàn thiện túi cho em. Thế là có túi rồi. Lần này có túi rồi, lần trước không có túi đúng không? Comment mã cho em là D335, kèm size, kèm màu và kèm số điện thoại cho em. Chúng ta có thể comment là xanh đậm và xanh nhạt nhé. Chính thức của nó là màu xanh min và màu xanh cổ Việt. Chúng ta có thể xanh đậm, xanh nhạt cũng được. D335 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Không đẹp không đúng tiền. Chất vải nó đã sang, đã sướng rồi. Form dáng thì đơn giản nhưng mà rất là sang. Giá có 239.000 rồi ạ. Nhà bán có 239 nhưng mà các chị ạ, cái mã váy này đang có trên, có mặt trên thị trường với mức giá 550k. Các chị đi nhòm ngó đi nhá, xem nhà nào bán nhá, xem nhà nói sai không nhá, nhòm ngó. Ủa, đúng hãng Ngân La này nha. Ủa, đúng Ngân La nhá. Comment mã cho em là D335 kèm size, kèm màu, đi nhòm đi, xem nhà nào bán 550.000. Mấy nhà bán đều 550k và nhà bán cái giá này, giá ngang ngược. Comment mã cho em là 335 kèm size. Nào, chế nào hỏi váy trắng nào, mắc dáng là cái này thì nó không phải là, nó gần như maxi đấy. Trắng này, xanh này, vàng này. Anh ạ. Vàng. Cái này thì chúng ta mặc bẹt vai cũng được nhá, mặc cổ vuông cũng được, mà mặc kiểu bẹt vai cũng được. Kèm size, kèm màu cho em, mã đầm là D245. Giá thành là 249k, đầm của HS. Form dáng của nó cũng rất là hay, kiểu cách thì rất là trẻ, chất vải của nó là thô đũi. Em cũng dơ ngược rồi đây, màu này em cũng dơ ngược đây. Yên tâm là trẻ trung và xinh xắn, cái phần tùng cực kỳ đẹp. Chất vải thì không biết nhăn nhầu là cái gì, mà chung quy là dễ nhăn,
nhưng mà dễ tự phẳng. Cũng không nhăn đâu, cái này không biết nhăn đâu các chị ơi. Nếu mà các chế mà không chịu treo á, các chế để nó thành đống thì nó rất là dễ nhăn nhá. Thế nhưng mà nếu như các chế mặc nó tự động nó lại suôn ra. Đấy, cái kiểu vải này nó là như vậy. Hoặc là mình giặt, lúc mình giặt á, mình phủi, mình rũ phẳng nó ra xong mình treo lên là phẳng tích cái váy. Comment mã cho em nhé, không cần phải làm được gì đâu. Khi mà mình treo đấy, mình đừng có để đống lại, để cuốn vo cuốn tròn lại, thì chúng ta sẽ có một cái mã đầm cực kỳ yêu, vải sang lắm. Comment mã cho em là D245 trắng đây, vàng và xanh. Em mặc rồi cho nên em sẽ không mặc nữa. Và bây giờ có ai hỏi em về váy dáng trẻ không, váy trẻ không, để em phục vụ. Còn lúc nãy giờ em hỏi thì có thấy ai trả lời không em? Cái gì? Hỏi cái gì? Em hỏi mọi người là bác nào hỏi em váy trẻ đấy. Là một mối đấy. Hỏi em váy trẻ thì để em phục vụ, không thì em xin off đây. À đây, và em lên quần cái. Đây. Em lên quần cái. Váy đang mặc là giá 200. 39.000. Bán lên váy, váy dáng trẻ đi. Đấy là dáng trẻ rồi, không thế nào mà là dáng trẻ nữa. Cái mã D245 mới là dáng trẻ rồi nha. Có ở đây cho các chị dáng trẻ này, hết hồn luôn đi. Nuôi mấy cái con này ra. Chị. Dạ. Nuôi hết cái con này ra. Rồi cho các chị 300 mấy một con đây, đợi em chút xíu mà có hết. Trẻ như là chuyện 12 tuổi luôn. Dạ, mấy em nhỉ? Ờ. Này, có chị ở gần nhà em. Nên nhà em mua váy thì khổ lỗi nhìn thấy nhà đi chợ. Nhà đi chợ nhà mặc váy đỏ dập ly ấy, 244 ấy. Và tìm bằng được 224. Và tìm nhà em bằng được. Thế là tìm được váy đấy rồi, lấy được một cái rồi. Lấy tiếp một cái váy trắng này nhà em về. Lấy về đi. Em có nhà đâu, thằng cò nhà em nó bán. Xong tí nữa thì thằng cò nhà em nó bảo bác ấy nên giả váy rồi mẹ. Giả cái nào, giả cái trắng làm sao mà giả. Chắc là trẻ quá mẹ. Chắc là trẻ quá, con không cho lấy. Con không cho mặc, khổ thế. Mẹ mặc, mẹ mặc con duyệt cơ. Trẻ quá, váy trẻ quá. Rồi tí thôi em sẽ lên váy trẻ cho các sếp nhá. Các sếp chờ em chút xíu. Cái gì sao để hai cái chồng nhau. Ừ, cái mẹ nó bảo nghe. Lúc mà người ta cởi ra ấy. Mẹ nhịn lên. Bụng mẹ eo. Tóp tóp. Con nhìn thấy có hổ lắm. Vỡ à, tại sao? Rồi đấy. Rõ là gần này nè. Kệ, con gái thì sao? Bà. Con bà với cháu. Bà với cháu. À, Q92. Em lại vừa về tem được một chút xíu các chị ơi. MLXL. Màu nhà đang mặc là màu kem. Màu kem. Đen này, kem này, sữa này. Thôi em mặc một màu thôi nhá. Áo thì không bán nữa rồi, hết rồi. Hết rồi đúng không? Trên nhà không còn con nào nữa đúng không? Còn SL. SL thôi để gì. Thôi đấy, các chị lấy thì áo em đang mặc thì size S và size L, áo A806. Quần thì Q92. Quần của LT nhá. Giá niêm yết là 580.000. Quần của LT. À đâu? Đây. À, cái nhà năng cầm trên tay này gọi là màu sữa. Cái nhà năng mặc gọi là màu kem. Ôi giời, thế nào lại tận mấy trăm đây. Quần của LT Fashion 480.000. Giá niêm yết là 480.000 và giá nhà cung cấp cho các chế là 179k. Comment mã cho em là Q92, kèm size, kèm màu và kèm số điện thoại cho em. Cái màu
Đây đây đây, hàng của LT. Cái này là màu kem nhất của mình nhá. LT Fashion 480. Nhà cung cấp cho các chế chỉ có 179k. Mã là Q92, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. SML cho màu đen. Màu hai màu nhà trên tay của nhà Mỹ Nhật mặc á, màu sữa và màu kem, thì còn SMX em nói thật là nó có thế nào em bốc thế. Hàng rất là đẹp. Hàng rất là đẹp và giá là đang được giảm giá, sale giá này em bốc, em ôm hết. Bây giờ thì cái này không còn XL nữa các chị ạ. Màu đen thì không còn XL nữa, nhưng mà màu kem Nhàn đang mặc và màu sữa trên tay Nhàn thì nó rất là chảnh đó. Thì em còn đủ size SML XL nhá. Mà giá niêm yết là 480 và giá Nhàn cung cấp bán tặng cho khách yêu của mình với mức giá chỉ có là 179k thôi. 179k thôi. Nào các chị nào, đầm trẻ nào, trẻ nào, trẻ nào. Chết rồi, L mặc được đâu. Trẻ nhá. Đây chưa phải là trẻ lắm đâu. Trẻ lắm thì chờ tiếp đằng sau. Trẻ nữa thì chờ tiếp đằng sau. Đây là một mã cũng là dạy đầm trẻ. Chị các chị ơi, quần áo A806 là áo màu trắng đấy. Quần 179k. Mã đầm trên người Nhàn đang mặc là D112. D112 kèm size, kèm màu, số điện thoại cho em, trắng và vàng, em mặc tạm một màu thôi. Cái này thì bình thường không phải là trẻ quá đâu. Còn cái trẻ hơn nữa cơ, chờ em chút xíu nhá. Nào, bác nào thích công chúa trẻ trung thì chúng ta xử lý sang màu trắng. Bác nào thích đầm thắm tôn da thì lấy màu vàng cho em. Mã đầm là D112. Nhàn cung cấp cho các chế chỉ có 248k một chiếc nhé. Comment mã cho em D112, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. 248k. Chất tơ hoàn toàn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Mã đầm là D248. Bây giờ em sẽ lên đầm trẻ cho các chế này. D248 này. D112 248k. Nào đâu, các bác trẻ đâu? Trẻ đâu, trẻ đâu? Đây. Rồi em chút xíu em buộc cái dây lơ ấy. Chết thì có sai mình mặc đâu. Bán hết rồi à? Rộng mà. Thôi rồi, chắc là có đấy. Trên nhà đấy. Hay hết rồi không biết nữa. Nhưng mà chung quy là nhân viên anh em lấy tạm ở dưới nguyên shop này đang hết size của nhà rồi đây. Đang mặc size to hơn size của nhà đây. Mã là Gen 38. Gen viết bằng chữ Z chứ các chị nhá. Z. Để nó đúng mã nhá các chị ơi. Ôi dồi ôi, mã này nó chả hợp với em tí nào cả. Nhìn như công chúa thế này. Đấy, để đẹp anh. Trời, cái mặt thì già, cái váy thì trẻ. Trẻ luôn. Đây Gen 38. Trẻ đây.
Cái này thì tuổi nào mà chẳng mặc được. Thôi xin phép đứng gần tí để các chế nhìn thấy nội dung chi tiết của nó. Tay hơi rộng, nói chung là tất cả nó đang rộng. Đang rộng. Đó, nhà đang mặc là size L. Nếu mà size chuẩn thì cũng dáng lên đẹp lắm. Mã đầm là Gen 38. Bao nhiêu tiền đấy xin nhỉ? 345k. Gen 38 345k. Comment cho em Gen 38 nhé. Đấy, mã này trẻ này. Có màu nữa. Màu kem và màu trắng. Màu kem và màu trắng. Hai màu. Màu kem đây. Màu trắng nhà đang mặc. Gen 38 nhé. Bán ở dưới nhà em đắt hàng quá. Hết mất size em rồi. Chắc là trên tầng có nhưng mà thôi tiện thể lấy ở đây. Comment mã cho em là Gen 38 nhé. FML không có X đâu. Gen 38 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Nhà mặc trắng. Trên tay nhà đang cầm là màu kem. Đó. Còn một mã nữa cũng rất là trẻ. Chờ em chút xíu. Nhưng mà ở đây cũng M đây. Cũng SML. Là Gen chết rồi, video mất mắc ở đây. Cái này là Gen 43. Gen 43 là 300 308. Trẻ cực kỳ đẹp. Chất gen của nó đẹp lắm đấy các chị ạ. Gen của nó hoa hoa đẹp lắm. Gen 43 nhá. Gen 43 gen viết bằng chữ E, chữ Z này này, chứ không phải là R, cũng không phải là ZD đâu. Gen. Để theo cùng một cái mã cho em, không thì lại không hiểu nhau, cái máy nó không hiểu. Đấy, nó có cái lơ như thế này. Gen 43 nhá. Đấy, trẻ không? Chưa trẻ hả? Mẫu này thì độ 18 tuổi trở lên. Mẫu lúc nãy từ 12 tuổi trở lên. Nào mặc được. Mẫu nhà đang mặc này là từ 18 tuổi trở lên. Rồi, chị nào lấy thì ghi hộ em là Gen 43 380.000 một chiếc. FML không có X. Em xin phép họp đây. 380k. Gen 43. Cảm ơn các chế đã ủng hộ em nha. Bữa nào em gom đồ lẻ sai ở nhà còn chút xíu em sẽ tặng các chế sau. Hôm nay thì nên nhiều mã và cũng mỏi mỏi rồi ấy. Em xin offline. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em. Rất cảm ơn cả nhà. Xong rồi sắp tới là còn nhiều đồ hot lắm, nhưng mà thôi để bữa khác, không thì hôm nay em like cũng tương đối nhiều mẫu rồi. Bye bye các chế. Chúc cả nhà buổi chiều chủ nhật vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em. Bye bye. Cho xem vé hoa xanh treo đầu đấy đi. À, cả nhà có ở trước chị ơi. Maxi nè. Em bán mãi cho các chị rồi đó. Bây giờ còn X và M thôi. 189k. Ai đấy thì yêu em Maxi. Nào đâu em mặc luôn cho. Max D101 đi. Thế đi comment thế đi cho nó chuẩn mã đi. D101. Kèm size, không có size L nhá. Ôi chết rồi, đâu có X thế này mặc cái gì. Đây, có một con M này. Còn cái con này thì nó lỗi rồi.
Em vừa sờ thấy nó có lỗi không? Có một con nó lỗi không? Em mặc cho các mình nhá, đem 101 nhá. Đây, còn mỗi size M và size X thôi. 189k đầm tơ, hàng này là hàng độc nhất vô nhị đấy, mình không có đó. Ngoài thị trường không sẵn đâu, không cho mình mua cái đầm này đâu. Hàng đã được mua, đã được sale rất là tốt rồi. Nhìn lại nhìn kỹ lại. Ở trên mạng có cho mình không? Không mua về cho cô. TikTok là có mà. Cái này đồng hồ cô mà cái mặt nó có mà. Nó rất tội. Nó ảnh về cho cô. Thì nếu mà là tốt sao nhà mình cái gì đã lạ mình giống mà. Nó ra là cái nơi này. Đi biển đi chơi đâu không nói như đi biển đi picnic đi những khu nghỉ dưỡng biệt thự các thứ đi chơi cùng với gia đình bể bơi bể biết thứ thì những cái dạng đầm maxi hay là những cái dạng đầm set đi biển ấy, hay là những cái quần short quần váy các thứ là rất là cần, đặc biệt là maxi như thế này nhìn nó nhẹ nhàng chứ. Chúng ta đi đến những cái chỗ chơi đấy mà cứ mặc lúc đi đường không nói, nhưng mà đến những cái điểm chơi mà chúng ta cứ diễn trên người một cái váy màu, một màu công sở thì không hợp đâu đó. Cái này thì em không định like nữa đâu, bởi vì em bán nhiều quá. Bạn ấy có gần 1.000 hàng mà mình em sôi gần hết rồi. Bạn ấy sót có một cọc như thế này, nó vào độ 30 con cả M và X hết mất lờ. Em bán nhiều quá thì em chẳng bán nữa. Rồi thế đấy, em để mấy con ở dưới shop này thì bây giờ bán cũng để một dãy đi, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 4 con thôi. Thế chung quy lại là chị làm lấy thì cứ lấy đi, bạn ấy vẫn đang còn ở dưới nhà, em vẫn chưa thấy xả cho ai cả. Thì lấy thì cứ comment mã cho em là D101, em bán tặng với các chế chỉ có 189k thôi. Ngon bộ rẻ. Đầm tơ dài như thế này thì thường là tốn vải lắm các chị ạ. Tốn vải và giá thành nó lên, nó đội lên, tơ thì nó đắt rồi. Hay nó tốn vải như thế này thì nó đắt, ở đây là bạn ấy xả đấy chứ. Nó thực sự là không xả đâu. Bạn không định xả. Mà tại em cứ dìm hàng bạn ấy. Em cứ tìm cách treo bạn ấy rồi nói nọ nói kia, thế là bạn giảm thật. Bạn giảm giá, bạn sell thật, thế là thôi, thế là chúng ta ngon ngon bổ rẻ. Em bán tặng các chế được 189.000, chứ thành phẩm của cái đầm này nên là nó là thành phẩm của nó là 200k, thành phẩm của nó 190. Rồi các bạn ấy kiểu gì cũng phải bán 200-201 bán ra, xong rồi các bạn ấy phải có công đúng không, có công ra thì đến lúc bán ra thì nó phải là em bán ra là độ 200-201, và nếu 200-201 thì em về em phải thành 220-230 chứ đúng không. Thế bây giờ thì giá sale phục vụ các chế mới có 189.000 là bản chất bạn ấy là người bán lỗ rồi. Em thì không lỗ, bởi vì em có phải ôm đâu. Em các chị lấy thì em và cung cấp cho các chị em phục vụ các chế, còn đâu thì em giả. Em có lỗ đâu. Chị nào lấy thì comment cho em là D101 nhá, kèm size. Em không còn size L nhá, chỉ còn M và XL. Các bạn S mặc được, bởi vì chúng ta có cái dây ở eo như thế này này, có dây ở eo như thế này. Các bạn S thì thực ra là một cái váy mà mình hơi rộng một chút xíu thì mình hơi rộng chút xíu mình hóp vào như thế này. Đấy, ví dụ em đang hóp nhưng mà chung quy là hơi rộng thì chúng ta buộc dây lơ lưng như thế này, chúng ta để cái điểm rún nên nó ra hai bên sườn cũng càng lở hông thôi, không sao cả. Nên là S chúng ta cũng xông vào lấy M được. Còn các chế từ cái khoảng eo là 76 đến 80 là chúng ta lấy size XL được nhá. Hai lớp ạ? Hai lớp. Full hai lớp luôn nhá. Full hai lớp luôn nhá. 76 đến 80 chúng ta lấy size XL được cho em. 81 thì là mặc hơi sát. 80 đi thì kể cả là 75 chúng ta lấy nhảy lên size X cũng được, bởi vì nó rộng mà đúng không? Nó rộng chúng ta chỉ cần buộc cái dây lơ là xong rồi. Xong rồi. Con này rồi. Em mấy đỏ cái trời ơi, thôi em like rồi các chị ơi, tí nữa tua lại livestream của em nhá.
Tụi em bỏ lần đầu tiên cho xem với. Hả? Kìa sao xài nhỉ? Bẩn đồ đẹp. Thôi, bây giờ các chế cứ mỗi một chế một câu, em like cả buổi chiều không xong đâu. Thôi. Rồi, thế nhá. D101 kèm sai M và XL. Cứ từ 75 đến 80 chúng ta lại X được. 75, 76 là sẽ hơi rộng. 77, 78, 79 mặc đẹp. 80 mặc hơi bén. 77, 78, 79 mặc rất đẹp. 75, 76 hơi rộng. Chúng ta đã có cái này hỗ trợ rồi, dây lơ hỗ trợ rồi. Thừa một chút xíu chúng ta để đẩy ra hông này này. Nên càng tôn dáng nó càng nở hông. Vẫn còn nhiều người xem chị like hết đến nhiều đi ạ. Nó like cái gì đó? Like gì đó? À đây cái này chúng ta lấy đi. Đây đây đây. Nào động viên câu nữa lại lên đến nửa chương trình nữa rồi xem. Chị ơi cái đầm vàng treo kia bao nhiêu ạ? À? Váy hoa vàng treo bên dưới đi chị. Quý thế, của tờ xanh to thế. Nói, tờ xanh to đùng cho đoàn. Đúng không? Ừ? To đùng. Ai bảo to vào được? Mà không? Không to, nào không to. Mà cái ghi 2x cơ thì không, không to. Sao vào? Bộ ạ, à, bộ ạ, à, bộ lanh ạ à. Bộ đánh còn đùi. Nào, váy vàng cứ tha thiết. Cái gì nữa, hoa vàng nào? Hoa vàng ấy, chuẩn bị gì ấy? Chuẩn bị này á. Nào, lấy đi. Em còn 3 con cuối cùng. Của La đây. Một con M. Một con X. Hai con M và một con X. Mã đầm là D gì đây? Cái này đẹp vô đối. Cái này cái vải của nó đã lạ rồi, đã sàng rồi. Của La nhá. Em đang bán ở cửa hàng em 260 đây này. Còn giá niêm yết của họ là 990k. Mã đầm là D02012. D2012. Còn hai con M và một con X. Chị nào lấy thì comment nhanh tay cho em D2012 nhắn bán tặng. Còn có 3 con. Bán tặng. Chứ đùa chứ niêm yết giá dưới này rồi rất là lười bán sale ấy. Em không muốn bán sale đâu. Nhưng mà tôi hỏi rồi thì lại em tận tình với các chế một tí. Nào. Ngon bổ rẻ đây sale nhá. Sale ngon nhá. Sale tặng nhá. 199.000. Em đang bán 239 đấy. Còn ở đây thì đang bán 260. Giá niêm yết của dưới shop này là 260. Chị nào đấy thì comment nhanh tay cho em. Này cái vải của nó hay cực. Đấy, các chị nhìn thấy chưa? Vải hay cực kỳ. Màu nó, màu này em cũng thấy chuẩn màu đây này. Comment mã cho em là D2012 M và XL. Đấy, các chị cứ hỏi em vài câu, em lôi hết từ cửa hàng nhà em ra em bán. Cái bộ này nhá. Bộ lanh đùi này này. Đó, áo như thế này à, nó là dạng áo sắp nách, quần đùi, có túi của hàng của HH. Chất nanh lụa. Em thanh lý 115k 2 bộ. 115k 2 bộ, chị nào lấy thì ghi hộ em là combo lanh. Hay là comment là bộ lanh. Bộ lanh thì cứ lấy 2 bộ được tính giá ha combo. Một bộ thì 75k. Hai bộ thì được tính combo 115k hai bộ. Comment mã cho em là bộ lanh. Thế là xong. Bộ lanh, lấy một bộ 75k, lấy hai bộ 115k hai bộ. Ui, gì, bán lỗ, bán thanh lý mà. Nhá, comment mã cho em cái này thì em có LXL hay XL, tuy nhiên thì form của cái này là form cũng không ấy, mà vấn đề của nó là lanh cho nên mình lấy lên sai một chút xíu. Nào, bạn nào muốn xem váy này em cho xem. Ok.
bạn xin lấy cho cô cái này, tôi xin quên cô cái này. Cái này là anh quên. Đây nhá. Cả nhà có một con. Hết rồi. Hàng nguyên giá của Sansa. Đẹp lắm, mà cái này chảnh lắm. Hai lớp của Sansa. Tuy nhiên thì nó hết rồi, còn có con size M. Em bác nào mua em sale nha. Con này này em đang bán ở cửa hàng là 380. Em sale cho ai lấy thì em sale cho 330. Comment cho em M vàng. Là ok, nếu mà có ai đấy thì xin in mờ vàng nhá của Sansa đấy ạ. Rồi, bác nào lấy con này ghi hộ em S đỏ, hàng này là của Hàn Quốc. Đầu của Hàn Quốc, xe S. Xe S, đuôi cá như thế này, đẹp vô đối. Xeo luôn ạ, 330. Chứ nào lấy thì comment cho em S đỏ, mờ vàng nhé. 330.000. Em mặc cho cái này nữa. Hai con mở cuối cùng em sell cho các chế là 199k. Comment cho em là có hai chiếc xe mở thôi. Xe tặng các chế 199k. Comment mã cho em là xả 3M. Xả 3M. Màu đẹp lắm. Rồi em đứng góc độ nào cho nó đúng màu đây. Màu nó toàn bị nhạt hơn thôi. Khó quá à. Thôi, màu ngoài đẹp hơn trong này nhá. Màu đẹp lắm. Nhưng mà trong này cứ bị nhạt nhạt màu ạ. Comment mã cho em là D. Xả 3 M cho em. Đây em lên nốt cho các chị này, 199. Đầm tơ chị của HS. Cái này có một con L và một con X. Lấy thì ghi hộ em là xả 5. Em xanh lý luôn cho mình 199k. Một con L và một con X nhá. Mặt trước mặt sau đây này. Xả 5 L và XL. Xả 5 L và XL. Cái này của La. Thanh lý đốt cho các mình 199k. Cái này của một con S. Một con S thanh lý ạ. 169k, comment cho em xả 6S. Xả 6S. Rồi, cho chữ xả 6 đây. Thôi em nghỉ đây. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Em rất cảm ơn cả nhà. Chủ động nghe điện thoại cho em. Nếu mà không nghe điện thoại mất đơn là chuyện rất bình thường. À, hôm nay em lên toàn hàng sale là chính. Chúng ta chậm trễ là chúng ta mất đơn ấy, bởi vì hàng nó số lượng nó có hạn. Chứ nó không phải sở 6 là 169. Còn đâu là toàn 199 hết. Mã cho em là mã này kèm size này. Các chị là đặt sau like vẫn có thể được có được hàng. Tuy nhiên cái cần thiết là phải cái nút chia sẻ livestream để chúng ta được ưu tiên. Hai nữa là gì nữa nhỉ? Mã là phải có. Và cái cần thiết nhất là chúng ta, nếu mà bác nào mà chọn được tương đối nhiều sản phẩm ưng ý thì phải chủ động gọi đi, không là chậm trễ là hết hàng. Còn nếu mà một chiếc mà chúng ta không đi đơn thì tiếc phí ship ấy, thì mất cơ hội săn hàng sale là cái chắc. Bởi vì
bình thường những cái đầm như hôm nay em bán thì người ta phải rơi vào 280 trở lên, 300 mấy. Và hôm nay chúng ta mua được cái giá như thế này là sao? Chúng ta rẻ được hơn 100.000 một, hơn 100.000 một sản phẩm rồi. Cho nên đừng ngồi tiếc 30.000 phí ship nhá. Nhá. Ôi các chế mà tiếc 30.000 phí ship các chế có thể chuyển khoản trước cho nhà em. Chuyển khoản trước thì các chế chỉ còn mất 10.000 phí ship nữa thôi, nghĩa là bên em sẽ hỗ trợ cho các chế 20.000 phí ship. Thì nghĩa là đơn hàng của các chế chỉ có giá trị sản phẩm mà mình mua và cộng thêm 10.000 phí ship nữa, và chúng ta chuyển khoản xong chúng ta nhận hàng không đồng thì nó đơn giản hơn. Và cái một là chúng ta đã rẻ được mỗi sản phẩm, mỗi một bưu hàng là được 20.000. Hai nữa là chúng ta lại nhận hàng rất là đơn giản và nhanh nhẹn. Ví dụ như là người ta đem đến mà mình vắng nhà này, có thể người nhà nhận hộ, có thể hàng xóm nhận hộ. Ví dụ em này đi chơi đưa nhân viên đi chơi mà mất mấy ngày rồi, thi thoảng đi chơi với nhóm bạn bè đi chơi mất vắng nhà, có sản phẩm gì đem đến được cứ chị ơi chị có đơn hàng không đồng này, đơn hàng không đồng ừ quảng nhà đối diện hộ chị, thế là xong. Em ơi gửi nhà đối diện bà nhà bán bún hộ chị, em ơi gửi nhà bán đại lý hộ chị, thế là xong thôi. Về là nó có phải, nếu như bình thường đơn hàng của mình là đơn hàng cốt là thu tiền đấy ạ, thì bắt buộc là người ta phải gặp được mình, hoặc là mình phải nhờ được người nào đó mà mình cảm thấy nó dễ nhờ. Tức là đùa chị em là người khái tính về cái chuyện vay mượn lắm, hay là ví dụ như là nhờ vả mà người ta phải chi trả cho mình ấy, thì em rất là ngại. Cho nên là mình nếu mà mình thấy mọi cái nó đơn giản đi, bởi vì em vẫn chịu trách nhiệm sản phẩm đến cùng. Sản phẩm của em mà các chế nhận hàng rồi đi chăng nữa, hàng có lỗi đi gì em vẫn chịu đến cùng mà, cho nên là không phải lo là mình chuyển khoản thì thế nọ thế kia gì đâu nhá. Bye bye các chế, rồi ôi đèn, một cái đèn hỏng cứ nhấp nháy. Bye bye cả nhà.